Rồi, thầy Nguyễn Công Chính xin gửi lời chào thân ái đến với tất cả các bạn học sinh yêu quý trên toàn quốc. Các bạn và kem thân mến lại một buổi một buổi tối vui vẻ nữa để đến với thầy trò chúng ta rồi. Và hôm nay thầy dành buổi thứ hai đầu tuần thầy hướng dẫn cho các bạn học sinh lớp 10 mới lên cấp 3. Đó, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bảng kiến thức về các tập hợp số được không nhỉ? Đó, chương đầu tiên trong phần đại số toán lớp 10. Đó, các em và các bạn học sinh nhớ theo dõi, để ý trên Facebook công chính thầy chính Đức Phúc của thầy. Đồng thời bài giảng cũng đang được phát trực tiếp trên sóng của tuyển sinh 247.com, phát trên YouTube nữa. Các em nhớ chưa? Các bạn nào mà có các em rồi con cháu gì đó thì các em nhớ chia sẻ bài giảng về và nhắc các em học giúp thầy. Được không nhỉ? Đó, rồi Rồi, thầy uh, chào tất cả các bạn uh, Ở trên uh, Facebook của thầy cũng uh, rất nhiều bạn uh, đang vào học Được không nhỉ? Rồi Rồi, chào các em nhé uh, Thỉnh thoảng uh, rảnh lắm thì mới, mới, uh, gọi là gì mới, mới, để, mới để ý được tên uh, các bạn thôi Còn bình thường các em học sinh theo dõi cũng, cũng khá là đông Nên là uh, nói chung là nhiều bạn cứ bảo tôi thầy Thầy viết tên lên bảng Ôi nhiều lắm không 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 thể nào viết được hết Thế nên là thôi thì uh, chào uh, uh, tiêu biểu <laughs> được nhỉ? Thôi cứ, mình cứ gọi là chào, uh, chào chung tất cả thôi nhé Được chưa Rồi ở đây không chỉ có các bạn 10 11 12 mà thậm chí nhiều các em sau khi học xong cấp 3 các em đang vào đại học này, các em nhiều em sinh viên các thứ vẫn còn phải quay lại xem bài giảng của thầy chán đúng không? Đó vẫn còn phải xem khối chứ, được chưa? Đây này, trên này còn rất nhiều bạn còn đã học đại học rồi cơ. Đó. Chả mấy mà không khéo mà là lớn nhanh không khéo là lại còn lớn hơn cả mình ấy. Không khéo nhiều bạn về sau ra trường rồi nó vẫn có thích xem video của thầy, xem cái livestream của thầy. Rất là hay nhá cũng chưa biết ở đâu nhiều khi mà học xong rồi cũng chưa biết là nhiều bạn lại bảo là thưa thầy em học xong rồi mà em càng học lên em càng thấy khó đấy thấy không <laughs> rồi chào các bạn ở bên đầu cầu để thầy sang bên đầu cầu bên 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 bên, bên, bên youtube nhé đây thầy sang bên đầu cầu bên youtube nhé rồi chào các bạn chúc các em buổi tối vui vẻ nhé rồi có thể là nhiều bạn lớp 10 ấy thì uh, các em cũng mới chỉ biết đến thầy thôi. À không, thực ra thì nói thật thôi chứ uh, không, không 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 ít bạn đâu. Trả qua là lớp 10 thì học sinh các em có thể là uh, các em chưa để ý, chưa gọi là chưa có cho mình một cái thói quen là 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 học trên các cái bài giảng online. Các, các bài giảng livestream nữa. Đó vậy nên là kem có thể là chưa định hình nhưng đấy là đầu năm thôi. Về sau sẽ thấy là uh, rất nhiều bạn em sẽ thấy là 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 về sau học online bên livestream trên này rất là hiệu quả. Uh, lại uh, bổ ích mà tiếp thu được bao nhiêu kiến thức nhiều hơn cả trên lớp. Và nhiều khi ấy, các em sẽ tìm được cả uh, cho mình uh, nhiều khi mà vào học ấy, các em lại nhận ra hôm qua vừa đọc được một cái đoạn hội thoại comment khá vui. Một bạn vào comment thế là có một cái bạn khác vào hỏi ôi có phải là mày học lớp này lớp này không à hóa ra là chúng ta quen nhau <laughs> nhiều khi mà các bạn ấy bắt sóng được nhau ở trên này đó nó nó rủ cả lớp cùng học mà nó chia sẻ rằng về cả lớp rồi cả trường nó vào học nó xem luôn nhiều khi mà nó lại tìm được luôn cả bạn cả người yêu trên này luôn ấy. đấy nên thỉnh thoảng nhớ học trên này biết đâu đôi khi chúng ta lại tìm được những cái người đôi bạn cùng tiến rồi về so không khéo lại 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 dắt thẳng tay nhau uh, cưới ok không mùa tầm này thì cưới hỏi gì tầm này thì cưới xin gì ý thầy nói là Uh, thỉnh thoảng biết đâu học có khi lại chúng ta lại cùng đi về một uh, cùng học lại về sau lại cùng biết đâu lại cùng nhìn ra con đường chung cho mình thì sao thông qua livestream của thầy ở à, đấy kiểu như thế hôm trước thầy còn đọc được một cái bài báo khá là hay à một cái tin khá là hay đó là uh, đôi bạn trẻ vì nghỉ dịch lâu quá thế nên xin phép cưới sớm rồi <laughs> cái mũi cẩn thận nhé nghỉ dịch đôi khi ở nhà nó không có việc gì là xin phép là cưới sớm đấy sợ quá thôi rồi uh, Chia sẻ với các em một chút uh, uh, Một vài câu chuyện uh, vui Trước khi vào uh, bài học nhé Nào bây giờ chúng ta Bắt đầu đến với uh, phần uh, uh, Các tập hợp số ngày hôm nay Các bạn lớp 10 thân mến nói chung ấy là kiến thức về tập hợp thì kem cũng đã được học ở lớp thầy nghĩ là kem cũng học xong chương này rồi vì chương này nữa chỉ có hai bài mệnh đề và tập hợp thôi nói chung là không quá khó đúng không nhưng mà sắp tới bạn nào mà nếu có kiểm tra cái này này chuẩn bị thi giữa kỳ vân vân thì vẫn nên xem lại bài giảng và đặc biệt là xem lại các cái cách nhớ cách hiểu rồi các dạng bài tập mình đã nắm được chưa thế với các bạn lớp 10 thì thầy sẽ cố gắng hướng dẫn cẩn thận lại chi tiết để kem cố gắng nghe bây giờ thầy sẽ nói kỹ và chủ yếu chúng ta sẽ đi xét vào bài tập được không? Thầy phân dạng bài tập Qua mỗi một dạng thì thầy sẽ nói lại cho các em về mặt lý thuyết cần phải nhớ Đó sao học đến đâu là cuốn chiếu đến đó luôn thì Rất là ok Thì các em nhớ tập trung để ý vào nhé là bây giờ thầy xin mời các em đến với bài giảng <laughs> Rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài giảng ngày hôm nay Nói chung là thầy nghĩ là cái này cũng không khó lắm Đầu tiên Bây giờ nhá, đầu tiên Các em nhớ vào comment đáp án nhá Được chưa? Đó, để cho nó vui Nhớ tắt bạn bè các thứ vào nhá Được chưa? Tắt bạn bè các thứ vào cho vui nhá Được không? Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần đầu tiên Đó là A lớn Các em ghi A à, lớn, thầy nhắc lại cho các em về tập hợp, nhắc lại về tập hợp, nhắc lại về tập hợp và các phép toán trên tập hợp và các phép toán tập hợp, nhắc lại về tập hợp và các phép toán. Rồi, nhắc lại cái này trước để làm nền tảng nhắc cho cái tập hợp số. Tập hợp số là cái, cái 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 loại tập hợp mà tiêu biểu nhất các em gặp trong cái chương này mà. Đó, thế thì. Các em biết là một cái tập hợp ấy, người ta tuy sách giáo khoa người ta không định nghĩa đó, nhưng mà người ta ký hiệu là một cái biểu độ, người ta ký hiệu là một cái vòng tròn khép kín kiểu như thế này và ký hiệu là các chữ cái in hoa. Đúng không? Và đây gọi là một cái sơ đồ hay là biểu đồ ven. Thực ra tập hợp thì theo theo cách mô tả chị gọi là theo cách mô tả mà uh, tuy là các em thì không được học định nghĩa nhưng mà theo cái sự mô tả uh, tưởng tượng của thầy ấy, để cho các em dễ hiểu thì chúng ta hiểu rằng đó cứ như là kiểu là các cái khoảng không nó giống như là kiểu là một cái vùng, một cái miền, một cái khoảng không gian nào đó trong này có thể có chứa các cái thực thể sinh vật có thể là sống hoặc là không sống đúng không? Có thể là chứa các cái đối tượng uh, uh, toán học vân vân trong này. Đó, và các cái đối tượng chứa trong đó thì gọi là các cái phần tử các cái phần tử giả thử như thế này. Nếu chúng ta lấy các ví dụ trong các thực lấy các cái ví dụ trong thực tế, thì chúng ta có vô số các cái phần tử, đúng không? Đấy tập hợp những cái con người ở trong các học sinh ở trong một lớp, tập hợp những con gà, con vịt ở trong chuồng, đúng không? Tập hợp những uh, bố mẹ anh chị của em trong một gia đình, đúng không nhỉ? Đó, rồi tập hợp những hạt nước rơi xuống uh, trên một cái mặt biển, mặt hồ, mặt ao vân vân, đó. Có những cái tập hợp có vô số phần tử nhưng cũng có những cái tập hợp có hữu hạn phần tử. Đúng không nhỉ? Hầu hết chúng ta đang xét trong chương trình học thì, thì 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 chúng ta các tập số sắp tới ta học ấy thì đều là các các cái tập hợp mà vô hạn tức là số phần tử của nó rất là nhiều không đếm được. Được không? Đó. Chỗ này mình không ghi lại đâu nhé. Các phần tử trong này thì người ta sẽ ký hiệu là các cái uh, đây, uh, vân vân thì bây giờ thầy cứ cho các cái này nó ngăn cách vào đây. Nó sẽ ghi là phần tử 1 chấm phẩy phần tử 2 chấm phẩy 3 chấm vào đây nhé Nếu hữu hạn thì kể hết ra còn nhiều quá thì thôi không cần kể cũng nó mỏi đúng không rồi cái này nhớ rồi nhé ờ, tập hợp nào mà không tập hợp mà không có phần tử nào tập hợp mà không có phần tử nào thì mình gọi là tập rỗng khuyên bên này nhé xuyên bên này phải xuyên bên kia đâu nhiều chả biết xuyên bên nào tập rỗng là tập không có phần tử nào tức là ra chuồng gà chuồng vịt để bắt hết gà hết vịt đem đi bán rồi thế là chả còn con nào được chưa hoặc là một cái gì đấy một ngày nào đó tự nhiên gió mùa đông bắc tràn về nó chết sạch chả còn con nào đấy kiểu như thế giống như hà nội giờ đang vào áp thấp nhiệt đới đấy đang bắt đầu lạnh rồi đấy nhưng trong cái phòng này thì không trong cái phòng này thì vẫn còn mát lắm được chưa à, rồi đấy kiểu hiểu như vậy Ở đây thì nhắc lại một tí cho nó vui thôi cho nó cẩn thận ở lớp học hết rồi đúng không đó các cái tập hợp mà em có nhớ các cái tập đây <laughs> nếu như mà các phần tử trong một cái tập hợp b nào đó mà nó đều nằm trong tập a thì người ta gọi b là con của a có nhớ tập con là thế nào không tập rỗng xong rồi nhá tập con tập con thí dụ như là đây b nằm trong a chứa trong a thì đây gọi là tập con có biết đếm số tập con không nhắc lại nhá nào Bây giờ cho một cái tập hợp A giả thử có 3 phần tử thôi, 1 2 3. Hỏi A là có bao nhiêu tập con? Nếu mà sắp tới mà nếu mà thi kiểm tra các thứ các cái câu hỏi này có trả lời được nhanh không? Có trả lời được không? Có đúng không? Đó. Trả lời nhé, xem đi. Được chưa? Thầy lấy ví dụ lại nhé cho nhớ một số cái tiêu biểu thôi. Đây tập này giả thử có 3 phần tử 1 2 3 đi thì hãy kể tên các cái con của A. Nào thì chúng ta có các tập con như nào? Uh, một nhá phật tập hợp có một phần tử trước này một này hai được không đó hai này ba nhá được chưa một hai ba gì nữa nhỉ đây là một phần tử bây giờ đến hai phần tử một hai được không rồi hai ba À, 1, 3 Rồi, chưa hết đâu Rồi, còn cái tập hợp A luôn Đó là 1, 2, 3 Tại vì mọi tập đều là con của chính nó A là con của A Và một cái nữa kem nhớ trong lý thuyết có dạy đó là tập rỗng nữa Đó, như vậy chúng ta nhớ Có một cái tính chất mà kem đều biết Đó là A là con của A Và rỗng là con của A Được chưa? Với mọi A Với mọi tập A Tức là đẻ ra một phát là đã 2 tuổi rồi Kiểu như thế Đó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Có 8 tập con tất cả 8 tập hợp con tất cả Đấy trong trường này thì A là các cái tập con chúng ta kể ra này b là con này a trong trong nhập này ta gọi là tập gì nhỉ sách giáo khoa người ta không nói nhưng mình cứ gọi là mẹ đi thì tập con này. đây tập mẹ hay tập bố cũng được đấy kiểu như thế Vậy sau nó còn có cả tập ba ngoại ấy. đó kiểu như vậy thế thì đếm số tập con là các em có một công thức tính về sau rất là nhanh có 3 phần tử thì về sau các em thấy 8 là là hai mũ 3 2 mũ 3 bằng tám thì về sau các em nhớ nhé các tập hợp thì nếu một ngày nào đó vui tính và đề bài người ta lại cho mình một cái tập hợp y nào đó đây trong này gồm 4 phần tử xem nào à, A, B, C, D xem nào Ngồi mà kể đấy thì chắc là mệt nhỉ A, B, C, D Hỏi Y này có bao nhiêu tập con Thì chúng ta có Y có hai mũ mấy nhỉ hai mũ 4 tập con Nhớ luôn tức là 16 đấy Thế thì tổng quát một cái tập hợp gồm có N phần tử Trong đó N là số uh, tự nhiên Số nguyên dương đi Thì chúng ta sẽ có hai mũ N tập con Cái này ghi vào vở cho thầy nhé hai mũ N nhớ luôn nhé được chưa? Đó. Các bạn nào mà đăng ký học toán của thầy thì các em nhớ vào uh, chính thức trên kênh của tuyển sinh 247.com chúng ta vào gọi vào uh, đó và để được tư vấn hỗ trợ nhé. Thầy chỉ dạy duy nhất nhớ là hiện tại thầy chỉ dạy duy nhất ở trên kênh của trang trang web đó là tuyển sinh 247.com thì các em nhớ bạn nào anh chị bố mẹ đăng ký học toán cho con các em đăng ký vào đây giúp thầy và không thông qua bất cứ cách nào khác nữa nhé để tránh bị giả mạo lừa đảo nguy hiểm lắm cẩn thận bây giờ lừa đảo đầy đấy đây này một số bạn đang hỏi nếu như mà đăng ký học toán thì vào đây giúp cho thầy nhé thầy có duy nhất một cái khóa toán lớp 10 đầy đủ trắc nghiệm tự luận trên này rất là tốt đấy đó thì em có thể vào tham khảo trên này, thầy dạy rất là đầy đủ trên này. Đó, còn thỉnh thoảng các bài giảng ở trên YouTube ấy thì đều là livestream hoặc là gọi là hoặc là uh, trích xuất ra một vài uh, bài giảng để uh, tham khảo, tiêu biểu để cho các em học thôi. Trên đó thì là đầy đủ nhất. Nhớ chưa nhỉ? Ừ đúng rồi đấy, đó. Bạn Minh Phương bạn có hỏi đấy, thì lên trên đó các em gọi vào đường dây uh, tư vấn hỗ trợ thì mọi người sẽ các anh chị giúp đỡ cho các em, được chưa? Rồi, như vậy đây là chúng ta đã tìm hiểu xong cái số tập con A là con của A, rỗng là con của A. Tức là đẻ ra một phát là nó đã có hai con rồi. Ờ, giống như là thầy giải thích chỗ này một chút này, nhiều bạn cũng không hiểu đâu. Um, thực ra ấy thì rồi em em có hiểu giống như là em có biết cái ngày thí dụ như là bạn em thì nó đẻ vào ngày nào cũng sao, em thì em đẻ vào ngày 30 Tết ấy. Đó, hiện tượng đẻ vào ngày 30 mươi tết ấy. thế là lúc mà em vừa đẻ ra nhá là em đã một tuổi rồi tính, tính tới tuổi mụ là vừa đẻ ra phát một tuổi nhưng mà uh, vừa eo em một lúc sau thì pháo giao thừa bùm bùm một phát thế là em thêm tuổi nữa thế là hôm sau người ta hỏi thế là cháu đẻ được mấy tuổi đẻ bao cháu được mấy tháng cháu được bao lâu rồi <laughs> cháu được hai tuổi rồi ạ à? mặc dù cháu mới đẻ có mỗi ngày <laughs> cháu được 2 tuổi rồi ạ, à. được chưa? Trong khi những đứa khác thì nó vừa đẻ xong, cháu 2 tuổi rồi ạ. À. Vừa đẻ luôn phát thì là được luôn 2 tuổi. Đấy kiểu như thế. Hiểu không? Đấy kiểu như thế. <laughs> Vui nhỉ? Đó. Cái tuổi âm hay lắm, chưa? Cái Tuổi âm nó cái đẻ ra phát là thêm tuổi rồi. Tết cái là thêm tuổi. Uhm, tập con B chứa trong A. Thế bây giờ thầy nhắc lại này, các cái phần tử 1 2 3 này thì các em nhớ cho thầy, các phần tử thì người ta sẽ ghi là một thuộc A hai thuộc A nhưng mà cái nào không nằm trong này này thì không không thuộc ví dụ 4 không thuộc A, người ta xuyên chéo thế này. Thì các các thành viên trong gia đình thì là thuộc với không thuộc, nhưng các gia đình với nhau được chưa? Các họ hàng trên, họ hàng dưới với nhau thì phải là ai nằm trong ai nhá. Được chưa? Giống như em bây giờ em với tập hợp và các bố em, mẹ em, anh em, chị em con em cháu em thành một cái gia đình A à, thì em bố em mẹ em đều thuộc trong này, chỉ có cái bạn hàng xóm nhà em là không thuộc trong cái gia đình em thôi. Đấy ví dụ như thế thì ký hiệu rất rõ là thuộc với không thuộc. Nhưng quan hệ uh, lại khác. ví dụ em nằm trong tổ em, tổ em lại nằm trong lớp em thì lúc này cái nếu quan hệ mà tổ em là một tập con của lớp em ấy thì lớp tổ em phải chứa trong lúc đó phải làm cái ký hiệu này. Vì tập lọ nằm trong tập kia là nó phải quan hệ mẹ con. Được chưa? Nó lại phải quan hệ chứa trong Chứ ghi lúc đó mà ghi thuộc là sai ký hiệu đây, lưu ý Thì chỗ này cũng chuẩn một chút kiến thức cho thầy Có hiểu không? Được chưa? Có hiểu không? Chỗ này nghe kỹ đi Ngay cả các bạn lớp 6 bây giờ nó học cái này rồi Nền tảng cái sơ nó học cái này rồi Bây giờ nghe lại lần nữa vẫn nhớ Đó, vui lắm Được chưa? Được chưa? Đó, vui lắm chưa? Vui lắm Đấy, đấy. thì mai sau xem ai nằm trong ai nhé Ai <laughs> nghe cho kỹ nhé Phần tập hợp thầy chỉ nói lại một số cái tiêu biểu quan trọng như vậy thôi đó mọi phần tử mà là nếu mà tập này là con của tập kia thì mọi phần tử trong tập này mọi phần tử trong B đâu ấy đều nó nằm đều, đều nằm trong A hết um, 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 um ví dụ một sẽ đến với ví dụ một nhé thầy lấy lại một số cái ví dụ tiêu biểu ví dụ một um, <laughs> Ờ, em có biết hai cách để tìm ra hai cách để mô phỏng cái tập hợp không? Tôi nói lại nhé. Hai cách để viết ra tập hợp. Thứ nhất là cách gì ấy nhỉ? Cách liệt kê. Nếu mà ít phần tử thì kê nó ra sau kê ấy. Hiểu không? Nếu mà ít phần tử không không muốn mỏi tay các à, tức là nếu mà ít mà viết nhanh được thì viết nó đầy đủ ra, sau kê nó ra. Được chưa? Cách thứ nhất này, sau kê. Được chưa? Sau kê các phần tử ra. Cách thứ hai đó là Uh, uh, viết ra tính chất đặc trưng của nó chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử nếu như mà mình thấy mỏi tay không viết được thì mình viết dưới dạng thì chỉ ra tính chất đặc trưng nếu từ dạng này có thể viết lại được tính chất đặc trưng và từ tính chất đặc trưng có thể sau kê ra các phần tử hiểu không đó hiểu không thế thôi được chưa nhỉ nhưng mà nhiều thì người ta sẽ chỉ ra tính chất đặc trưng cho nó nhanh thì các em phải để ý cho thầy là các cái phần tử xem để ý người ta nói tính chất gì nhá Ta lấy ví dụ 1. Hãy viết các tập sau. Viết các tập sau. Tiêu biểu thôi nhá Đó, còn về sau là bài tập tương tự. Cho tập vào A gồm các cái phần tử X thuộc R. Chỉ dễ, không khó lắm đâu. Thì để bình tĩnh cái lĩnh phần thưởng. Nhớ nhé. X thuộc R sau cho x bình trừ 2x nhân với 2x bình trừ 5x cộng 2 đây bằng 0. À, hầu hết thì người ta sẽ cho các cái phương trình trong này. Phương trình dưới bất phương trình toán trong này chẳng qua vận dụng lại kiến thức năm lớp 9 đã được học rồi. N thuộc N sao? Bây giờ biết N sao là cái gì không? Học học lại luôn đi cho nhớ. Được chưa? Đó, tí nữa đằng nào thầy trong phần tập số thầy sẽ nhắc lại. Được chưa? X thuộc N sao? Sao cho n bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 20. C. Các phần tử x thuộc nguyên được chưa? Thuộc nguyên sao cho x mũ 3 trừ đi 3x bình được trừ 3x này cộng 2 bằng 0. D. các phân tử x đây nhỉ thuộc quy đài sao cho <laughs> chỗ này thì chúng ta sẽ có đó là 3 x bình trừ 10 x cộng 3 không. Nói chung là mấy cái này không khó, thầy thấy nó đơn giản thôi, chúng ta có thể làm rất là nhanh. Quan trọng là em để ý các cái các cái tính chất người ta chỉ rõ ràng ở đây là uh, phần tử uh, thuộc ở loại nào, tập số nào. Đó theo hết người ta cho em các trong này nói chung là các cái phương trình bất phương trình đơn giản thôi, cũng không khó lắm. Cái này ôn lại một chút cho nhớ nhé Cái này thì lớp 6 7 8 9 lớp nào học được hết, kiến thức nền tảng của đại số mà. 11 12 vẫn học bình thường. Chúng ta chữa nhanh câu này nhá. Các bạn comment đáp án đi. Rồi. Dạ thì đây là các cái tiêu biểu thôi không khó đâu rồi các em nh nhớ mô tả cẩn thận nhé có hiểu các ký hiệu tính chất đặc trưng này không đã đây là x là các cái phần tử thuộc uh, đây là tập số thực đây là tập số tự nhiên khác không đây là tập số nguyên và đây là tập số hữu tỷ thỏa mãn sau so cho một cái điều kiện nào đó có thể là phương trình bất phương trình vân vân đấy thì bây giờ chỗ này luyện tập lại kỹ năng đại số Rồi bấm tính toán chỗ này lại cho thầy một chút cho nó ok một tí thôi là được Thầy không yêu cầu kiểm tra nhiều đâu, lớp 10 đơn giản mà, không khó đâu. Nào, thì bây giờ, uh, viết các tờ so uh, bằng cách liệt kê. Tức là em có thể thấy là người ta đã mô phỏ... đây người ta đã chỉ ra tính chất đặc trưng cho em rồi, tức là viết ở dạng ký hiệu, người ta đang viết ở dạng dài dài rồi. Thì giờ em sao kê thành các cái phần tử ngắn ngắn thôi. Đấy, hiểu chưa? Kiểu như thế. được chưa? Bắt đầu, thì bây giờ chúng ta nhẩm nhanh nhé. Thực ra mấy cái này thầy nhẩm được luôn đấy Nhưng mà thôi các em cứ bấm cho là vui Nào bây giờ đây là các cái phương trình bình thường Câu A chẳng hạn Các em giải phương trình trong câu A Các em lấy máy tính bấm giúp thầy Giải chỗ này em 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 tách ra từng cái một bằng 0 nhá A nhân B bằng 0 từng cái một bằng 0 Thì bây giờ em tách ra giúp thầy Và mô tả ra X bình chứ 2X có nhẩm được nhanh luôn được không Bây giờ lớp 10 rồi mà Thì chúng ta sẽ có chỗ này là X bằng 0 X bằng 2 X bằng 0 được chưa? Và x bằng 2. Còn ai nữa không nhỉ? Còn cái này. 2x bình trừ 5x cộng 2 các lấy máy tính bấm nhé. Chỗ này chúng ta sẽ có 1. Đúng không nhỉ? 1 này. Và bao nhiêu nữa? À, đâu? Thôi để thầy viết rõ ra. Không được thôi. Nhỡ giờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn được không biết. Nguy hiểm lắm. <laughs> được chưa? Nhiều bạn học khá không sao. Nhiều bạn bây giờ học sợ lắm. <laughs> thôi cứ học cái cẩn thận. là phương trình tích bằng 0. A nhân B bằng 0. Dẫn đến Từng cái 1 bằng 0 Bây giờ là không thể nói nhanh hơn giống như là anh chị lớp 11, 12 được Đấy Lớp 11, 12 trừ tượng vẫn người ta còn học Cứ bình tĩnh Đây Theo lý thuyết này À đấy Tách ra Cái này là giải ra nhát thôi Ai thích trình bày vào vở thì giải Nhưng mà Ai thích cẩn thận cứ viết hết đầy đủ vào 2x bình 5x cộng 2 bằng 0 Đấy Thế thì Cái trên nhá Cái trên ý, thì tách nó ra Là x nhân x, x 2 Thế là x bằng 0, x bằng 2 rồi là ai hiểu đúng không Tách nhân tử ra nhá còn cái dưới thì không biết tách thì lấy máy tính mà bấm cho nó dễ. Cái này là ABC, không cần mất thời gian ngồi tính tại delta đâu. Tính được thêm nữa chả được thêm điểm đâu. Nhớ chưa? Thì chỗ này các em sẽ có x bằng 2, 1/2. Thì ra thầy không cần bấm thầy biết này. thầy thuộc này. Được chưa? Từ đây các phần tử thì em liệt kê lại. Hình như là cái số 2 này xuất hiện hai lần nhưng mà tính là một thôi. 0 2 1 phần 2 Khi người ta nói là số thực Đấy khi Khi nói số thực thì lấy hết Tại vì số nào trong mấy cái số này đều số thực hết trừ mấy cái số mà em bấm vào phương trình vô nghiệm mà nó hiện ra dài dằng dặc và y y các thứ thì cái đó em bỏ vì đó là số phức của lớp 12 còn bình thường các số của em đẹp đẽ thế này thì số thực là xong rồi đây thế thôi tiếp tục đi cố gắng đây nhé bình tĩnh mà làm câu b câu b thì số tự nhiên đây 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 n sao là cứ thêm cái sao ở trên đầu là khác không đây là số tự nhiên khác không như vậy em em thử tính hộ thầy xem những cái nào bình lên mà nó nhỏ hơn bằng 20 thôi câu này thì mình cũng kê ra được rồi nhá đơn giản thôi khác không đi nhá không được tính không đâu lưu ý là chúng ta như vậy em kể các số nguyên dương thôi 1 2 3 4 đến 4 thì dừng không có 5 nhá nhớ chưa hết chưa C cái này bậc 3 em lấy máy tính bấm em bấm vào mốt 5 chọn 3 à chọn 4 đúng không? Chúng ta có 1 x mũ 3 0x bình uh, 3x và cộng 2. Các em bấm cho đúng nhé. Tại chỗ này nó khuyết hệ số B này. Mày tính có hết rồi. Thế các em sẽ có trừ 2, 1. May là nó có 2 phần tử thôi. Trừ 2, 1. Nào hiểu được không? Trừ 1 này, 0 này, trừ 3, 2. Ok trừ 2, 1, cái này có hai nghiệm thôi, hết rồi. Và hai số này đều là số nguyên chứ? Công nhận, đúng rồi. Còn nếu mà chỗ này mà nó rơi về phân số thì ta loại ngay cẩn thận nhé. Thường nó rơi về phân số với 2 phần 3 gì đó thì hoặc là 1 cộng căn 3 gì đó với cái số vớ vẩn ý thì không phải nguyên nhưng mà nếu mà hai số này thì nguyên hết rồi. Đây. Câu D các em bấm nốt đi thì là xong nhá. Mốt uh, các em vào mốt 5 chọn 3. Máy tính bình thường đã giải được hết rồi Máy nào bây giờ giải được hết cái này rồi à, 3 Trừ 10 Và bao nhiêu? 3 Bấm cẩn thận nhé Thầy chờ yên tâm Cứ làm bình tĩnh đi Thầy cũng làm cùng luôn 3 1 phần 3 Hai số này cũng đều là số hữu tỷ hết Số hữu tỷ thì là các cái số viết được cái dưới dạng kiểu như phân số đấy Thì hai số này nó cũng đều là kiểu là số hữu tỷ hết 3 1 phần 3 Đó thế thôi đơn giản đúng không? Có thắc mắc gì không? Đó Được không nhỉ? Đó Thế thử làm ví dụ 2 xem nào Đề bài em ghi đề như trên Đề như trên Bây giờ thử làm tương tự xem con làm câu khác nhé Xem có làm được không? Đề như trên Cho tờ hợp A Gồm uh, các cái x được chưa là thuộc ước chung các x thuộc ước chung của 12 và à, 20. Được chưa? Các ước chung của 12 và 20. À, chấm phải đằng sau hoặc là gạch chéo một phát. À đâu, gạch sổ một phát thế này cũng được. Trong đó x là số tự nhiên. Chắc chắn trong trường hợp này các em biết rồi. B. X thuộc số tự nhiên sao cho thỏa mãn x mũ 3 trừ đi 6x bình cộng 11x trừ 6. Được chưa? Có nhìn được tiếp không nhỉ? Đó, nhìn tiếp không? C. X là các cái số nguyên. Thỏa mãn sau cho. X bình trừ đi 4x Cộng 3 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Cái này sẽ biết có giải được không nhỉ? Là học trước đi. Được, không sao đâu. Học trước đi một tí chả sao. Cái này học trước luôn. giờ chúng ta có thể làm nhanh tương tự thay một số câu này nhé. Nào, chữa nhanh nhé. Cũng dễ thôi, không khó đâu. Nó nhến bảng nào? Tương tự thôi. Bây giờ mình làm nhanh một số câu này cho vui nhỉ. Nào. Ờ, các ước chung của 12 và 20 trong đó là ước số đây người ta cho hỏi các ước số tự nhiên ước số tự nhiên thế các có cần phải ngồi liệt kê lại không 12 và 20 cùng chia hết cho những số nào chúng ta có a bằng nào 12 và 20 cùng chia hết Đừng có lôi số 0 vào đây nhé Lôi số 0 vào đây là toang đây Được chưa? Tính với là số 1 thôi thầy 1 này 2 3 <laughs> 3 là sai đấy Là gì có 3 ở đây Được chưa? 4 được chưa? Bao nhiêu nữa nhỉ? 1, 2, 4, còn ai sống sót nữa không? Được chưa? 6, à không có, làm gì có hết rồi Là gì có, thỉnh thoảng lag đấy Hết chưa? 1, 2, 4 thôi, chắc hết rồi Nhiều khi mà học, không phải là Không phải là, uh, các em để ý nhé Nhiều câu dễ lắm, nhưng mà mình kiểu như là Nó hay bị kiểu kiểu lát cực mạnh ấy Nó loát đinh, nó, 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 kiểu gì ấy Nhiều khi ngày xưa thầy bằng các em lôi luôn cả Ở 3, 4, 6 <laughs> lôi luôn cả sáu hơn đây ôi chết rồi toàn lắm khi cũng nhầm không không tránh khỏi sai sót được không thầy nhớ là cách đây mấy năm trước nhá thầy bắt đầu thầy bắt đầu mi 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 dạy cái lớp 10 mà có lúc thầy cũng đã từng nhầm rồi không phủ nhận điều này thật ai cũng cũng có lúc nhầm được chưa nhầm lẫn là cái chuyện là cơ học kiểu như là nó đó là cái chuyện bình thường mà xảy ra đó không thể tránh được cái sai sót đâu Để về sau mình mới, 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 nhận ra Được chưa? Lưu ý nha Đấy là đây tự nhiên hết đúng không? À, đây, số tự nhiên em bấm thử cho thầy cái phương trình bậc 3. Ô thì quên chỗ này thiếu bằng 0 rồi. Sorry các em nhé, so sorry. Các em thêm bằng 0 chỗ này giải phương trình. Cái bậc 3 này nhé, nếu như mà trắc nghiệm thì em bấm luôn máy tính. Còn bạn nào biết cách phân tích nhân tử thì em về ô lại lớp 9 nhé. Để cho sắp tới thầy sẽ dạy cho em một số cái cách giải phương trình bậc cao này khá là hay. Biết giải không? Được chưa? Cái này mà về nhà mà 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 sắp tới thầy sẽ dạy cho các em cái kỹ thuật các có cần thầy dạy cho luôn không? Sắp tới thầy dạy cho. Còn nếu mà trắc nghiệm làm nhanh luôn thì bấm luôn nhé. Cái mũ 3 chữ 6x bình cộng 11x chữ 6 này mình tính bấm cho thầy đầy đủ A, B, C, D. Nhớ là bấm cả dấu này. Đúng thứ tự A bằng 1, B bằng âm 6, C bằng 11 và D bằng âm 6. Chỗ nào khuyết cho bằng 0, lấy cả dấu. lớp 10 là thầy phải dạng cẩn thận vì các em phải học kỹ từ các cái kỹ năng cơ bản bây giờ. Không khéo ra hỏi anh chị 11, 12 nhiều anh chị còn chưa biết bấm nó bấm nhầm hết đấy. Chưa biết đâu. Đó, nguy hiểm lắm Thì em bấm ra thì em sẽ thấy đó là uh, nó có ba nghiệm đó là một hai ba một hai ba ngoài ra nhé thầy có thể dạy các em thêm một cái rất hay đó là sơ đồ Horner sắp tới để dùng cho cái việc đó là Horner để giải các cái phương trình bậc cao khá là hay đó là bậc 3, bậc 4 nghe 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 thầy hướng dẫn đây cái này nói thêm 11, 12 sắp so tới cái này nó dùng rất là nhiều Các anh chị đều biết rồi Thế thì với các phương trình bậc 3, bậc 4 Ngoài các cách như là tách ghép Tách nghe xem học là tách giữa đúng không? Tách nhân tử ấy Tách giữa để ghép ra nhân tử chung Thì bây giờ người ta có một phương pháp đó là Bước 1 bạn sẽ nhẩm ra một nghiệm nguyên đẹp Thế giờ nghe vào nhá Các em sẽ nhìn vào cái đuôi số 6 cho thầy à, Các em có nhìn thấy Người ta bảo là nếu phương trình mà có nghiệm nguyên đẹp Thì các nghiệm thầy gọi là x0 nào đó Nó sẽ thuộc trong các ước của uh, D trên A Nghe cho kỹ Như vậy D của em ở đây là âm 6 Còn A của em bằng 1 Tức là các em sẽ tìm cho thầy các ước của số uh, âm 6 Thực ra thì em lấy 6 cũng được Vì ước của 6 với âm 6 thì nó cũng như nhau Chúng ta có các ước như Cộng trừ 1 Cộng trừ 2 Cộng trừ 3 Nhưng do ở đây Đề chỉ hỏi số tự nhiên lên các bạn sẽ giúp thầy thay các số tự nhiên tư dương vào thôi thì em nhẩm ngay em thay luôn cho thầy ba cái con số một hai ba vào đấy là nghiệm luôn <laughs> tôi đố các em viết cái này úi giời ơi không bao giờ có chuyện mà các em viết được điều này ha 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 được chưa hiểu không đó hay lắm được chưa? thế nên thầy không cần bấm thầy cũng viết đây này một hai ba thay vào đi được chưa hiểu chưa đúng chặt luôn không thể chuyện sai được nếu nó có nghiệm nguyên đẹp nếu x0 mà là các cái nghiệm nguyên đẹp ấy thì nó sẽ thuộc trong các ước của anh chàng này. Như vậy là thầy chỉ cần từ đây các em nhẩm được ra cho thầy một nghiệm. Tôi nhận ra được x0 là một nghiệm nguyên đẹp. Thế giờ tôi dừng ở đây. Đấy là sử dụng tư duy. Tư duy. Được chưa? Tư duy. 6 hay là âm 6 như nhau thôi. Tại vì ước mình vẫn thế này. Thế thì sử dụng tư duy. 20 chết cho 6 à? Đứa nào vào lúc đây vào 6 đây. 20 chia cho 6 à đúng đứa nào vẫn nói vớ vẩn gì đấy được chưa này đừng có mà, này đừng có mà xui các cái bạn xung quanh đừng có xui đừng 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 có xui thầy với các bạn hàng xóm ăn ấy nhá vớ vẩn được chưa 12 với 20 chia cho 6 à vớ vẩn được chưa đừng đừng có mà đừng có mà xui trẻ con ăn cờ nhá vớ vẩn được chưa cẩn thận nhá trên trên youtube này nhiều bạn vui lắm <laughs> bây giờ nhá các em viết cho thầy viết một cái hàng dọc ngang như thế này sau đó viết đầy đủ hệ số bước 3 vào đây 1 trừ 6 11 trừ 6 nào nghe kỹ chưa cái nào khuyết thì cho bằng không đúng thứ tự lùi dần sau đó viết cho thầy một kinh nghiệm một kinh nghiệm đẹp mà em vừa đoán ra cho vào, vào bên ngoài nghiệm này nhớ là có được là do tư duy hoặc là tự nhẩm hoặc là nhờ máy tính tại vì máy tính thì kiểu gì cũng sẽ phải đọc cho mình ít nhất một nghiệm nguyên đẹp còn các nghiệm còn lại có thể là vô nghiệm hoặc là số xấu số, số. À. các nghiệm còn lại máy có thể xấu số, số nó không đọc được đâu thế thì cái Horner lúc này nó sẽ phân tích nó sẽ uh, phân tích tác dụng thế thì bước 1 bước 1 nghe đây nghe kỹ chỗ này tập trung hết lên bảng vào đây chỗ này nghiêm túc nhé để ý vào hết sức tập trung chỗ này để nghe kiến thức đây bước 1 hạ hệ số bậc cao nhất xuống ở đây là một hạ con một này xuống bước một hạ bệ số 1 này xuống được chưa đây bước 2 nhân ngang bước 1 nhá là đầu rơi bước 2 là nhân ngang và bước 3 là cộng chéo thì về sau đó, đây gọi là sơ đồ học nơ tức là bây giờ cả lớp đọc theo thầy nhé chỗ này là chỗ cần học đây cả lớp bắt đầu học theo thầy nhé được chưa Cả lớp bắt đầu học theo thầy nhé nào <laughs> các bạn và các con thân mến chúng ta sẽ cùng đọc theo thầy nào 1 x 1 bằng 1 1 cộng với 6= bằng chữ, chữ 5 sau tiếp tục nào các con chúng ta có 1 nhân với 5 là ừ 5 chữ 5 tiếp tục giả nợ 11 đúng không trả nợ 11 như vậy là còn thừa thừa 6 Đúng không nào các con? Đúng chưa nhỉ? Rất đơn giản Tiếp tục nào các con Chúng ta có 1 lại nhân 6 Lại bằng 6 6 cộng với âm 6 Các con tiếp tục có cái gì? Bằng 0 nếu đến khi nào mà con ra được cái đuôi đúng bằng không Nghĩa là con làm đúng Còn nếu mà nó nó ra khác không Tức là con đang làm sai chỗ nào đó Con hiểu chỗ này chưa Không sao Sai thì mình sửa Được chưa? Sai thì mình sẽ sửa Không ảnh hưởng gì Nhớ chưa? Sai thì sửa đó Sai ở đâu đứng dậy ở đó Không ảnh hưởng gì các con Nghe rõ rồi nhé Đọc lại lần nữa này Bước 1 đầu rơi Bước 2 nhân ngang Bước 3 cộng chéo Được chưa? Hạ một xuống, cứ thế mà làm bài nào thế 1 x 1 bằng 1 1 6 bằng âm 5 Tức là 1 cộng âm 6 đấy 1 nhân âm 5 là âm 5, âm 5 cộng 11 là bằng 6. 1 nhân 6 lại là 6, 6 trừ 6 là hết. Đó, cứ thế mà làm thôi. Nhớ nha, cái nào cũng phải học hết. Nhớ chưa? Tôi giảng cái này à, cái đứa nào kể cả nó có rốt, nó có hợ, 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 ngu mấy nó cũng vẫn hiểu. Nó có rốt mấy nó cũng hiểu. Đó mà không hiểu được nữa thì thôi, thì đúng là, là thôi thì gọi là số rồi. Đấy là tại số, không phải tại thầy. Được chưa? cố gắng nhé. Đấy, từ đó chúng ta sẽ tách được cái phương trình bậc 3 này thành một cái phương trình mới tương đương. Lúc này chúng ta có một cái nhân tử là x0 rồi, à một cái nghiệm là x0 và chúng ta sẽ viết ở dạng x trừ x0. Còn ba cái hệ số này chính là a, b, c mới của phương trình. Đó chính là một nhìn vào đây, 1x bình trừ 5x Cộng 6 bằng hong Đó Và đến đây thì chúng ta giải bình thường Đến đây thì chúng ta có một kinh nghiệm Đây, x bằng 1 Và chỗ này chúng ta tiếp tục à, Có thể bấm máy tính này Có thể uh, vs này Có thể uh, vân vân Tính delta, à đấy kiểu thế Thì chúng ta sẽ thấy máy tính sẽ cho chúng ta thêm hai nghiệm nữa Ở dưới đó là 2, 3 Được chưa Vậy thôi thầy giấy rất đơn giản được chưa ngày xưa thầy còn từng nhầm chỗ này thầy bảo thưa thầy cái chỗ này có phải vs không thực ra thì không không phải là một nghiệm là một với một nghiệm là c trên a đâu nhỉ ngày xưa thầy thầy bảo em em nghĩ là chỗ này là có nghiệm là một với sáu á? không phải đâu cẩn thận cũng nhầm đấy đôi khi gọi là nhầm nhầm vs đấy. nó chỉ gần giống vs thôi đấy như vậy thầy đã dạy em thêm một cái kỹ năng nữa để giải các cái phương trình bậc Uh, ba có một nghiệm nếu mà đẹp ở đây thì cái nghiệm đẹp ấy em nhẩm được cái nhẩm không thì em lấy máy tính em bấm uh, ít ra nó sẽ đọc cho một cái còn cái còn lại là cái gì thì căn căn cái gì uh, cái gì trừ b cộng căn delta trên 2 a cái gì thì uh, lúc đó tính sau <laughs> đó hiểu chưa các con hiểu chưa được chưa rất đơn giản được chưa chúng ta cùng cho tất cả các bạn một tràng vỗ tay nào <laughs> được chưa rồi những bạn nào ra kết quả rất tốt đúng rồi nhá nào bây giờ chúng ta sẽ đến với câu c câu c nào chưa câu c thầy cũng sẽ dạy trước kiến thức cho các em một chút thôi chỉ gọi là một hôm một tí tẹo thôi các bạn học xét dấu chưa nhỉ ngày xưa chúng ta từng học xét dấu để giải các cái bất phương trình chưa thì ngày xưa thầy cô nào mà dạy trước cho các em thì ok rồi còn bạn nào mà chưa thì chúng ta sẽ học cách phân tích để Uh, giải cái 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 số 3 này nhé tìm các cái nghiệm nguyên thỏa mãn cái bất phương trình uh, x bình 4 x cộng 3 cái này mà bấm ra nghiệm thì các em biết ngay là nó có các em bấm ra hai nghiệm thì chúng ta đã có đó là x bằng 1 hoặc là nhẩm theo vs ấy, thì vừa dạy các em xong đây là vs theo công thức a cộng b cộng c bằng 0 nên uh, tao có một nghiệm là 1, một một nghiệm là c trên a Đúng các con? Đó, chúng ta có điều này. Thì bây giờ các con sẽ phân tích được thành nhân tử dưới dạng x trừ 1 nhân x trừ 3. Các con sẽ lấy x trừ nghiệm nhân x trừ nghiệm cho thầy. Thực ra theo đúng chuẩn công thức thì sẽ là A nhân cho x trừ đi bác số 1 nhân cho x trừ đi bác số 2. Thì đây là theo đúng công thức phân tích nhân tử. Đó, của phương trình bậc 2. Các con đã rõ chưa nhỉ? Kiến thức này các con biết rồi. Thì bây giờ nha, đây là dạng mà đây là kiểu là a nhân b bằng 0, à a nhân b nhỏ hơn hoặc bằng 0. Thế các con sẽ phải chia cho so cho thầy hai trường hợp để giải. Đó là AB trái dấu. Thì thầy tách ra thành một hệ như thế này, à thành hai hệ. Nếu x 1 mà nó lớn hơn bằng 0 thì x 3 sẽ bé bằng 0. Rồi trường hợp dưới ngược lại. x 1 bé bằng 0 x chia 3 không? Các con rõ chưa? Đây là cách giải bất phương trình. Ok. Xong nha. Bây giờ các con giải cái này bình thường, sau đó con sử dụng phép toán tập hợp sắp tới chúng ta sẽ học cái này. Đó là phép giao, phép hợp, phép hiệu đây này. Thì chúng ta sẽ có x lớn hơn hoặc bằng 1, x nhỏ hơn hoặc bằng 3 ở dưới x lại nhỏ hơn hoặc bằng 1 x lớn hơn hoặc bằng 3 sau đó các con sẽ phải kết hợp lại thì chỗ này chính là kiến thức sắp tới chúng ta sẽ học về tờ hợp số đây đây là các tờ hợp số ở đây chúng ta có hai hệ với mỗi một hệ chúng ta phải kết hợp hai bất phương trình để tìm ra phần nghiệm chung đó thế thì chúng ta nhìn vào hệ thứ nhất trước ờ, tìm các số nhỏ à, lớn 1, nhỏ 3 thì do vừa lớn vừa nhỏ nên tôi sẽ kẹp ở giữa như thế này. Thì ghép lại thì chúng ta sẽ có x thuộc trong đoạn từ 1 đến 3. Còn cái dưới tìm các số x mà lại như thế này. <laughs> từ nhỏ hơn bằng 1 và lớn hơn bằng 3. Cái này nghe nó cứ sai sai thế nào ấy. Cái này là sai này rỗng đấy, hiểu không? Cái này là rỗng không tìm được, cái dưới không có. Như vậy kết luận cuối cùng của chúng ta là cái này. Đáng nhẽ là phải hợp hai phần lại nhưng mà cái anh này thì đẻ được Còn anh này thì nó chịu Thế nên là cuối cùng là kết quả chỉ có cái này Đó là đoạn trong 1 đến 3 Và uh, sau khi các em đã tìm được ra như thế rồi Thì uh, đây là đoạn đúng không Tại vì lấy dấu bằng Đấy chính là lý thuyết sắp tới học về tập hợp số của các em đấy Đó Thế nên là các em sẽ có cái chỗ này là gì nhỉ uh, Kể tên người ta bảo nói là bài này là kể các cái số nguyên nằm trong này như vậy tập hợp C của em chính là đoạn từ 1 đến à, từ 1 đến 3. Nếu mà kể các các cái số nguyên trong này thì các em chỉ có 1 2 3. À hay chưa? Ôi sao nó giống cái câu này thế nhỉ? À, giống ta B thế nhỉ? Nhưng mà kiểu kết thúc từ đây. Ok 10 điểm nhá. Đấy thì cứ chia trường hợp ra thầy thôi, tại vì bạn học xét dấu rồi thì em có thể dùng luôn. Còn bạn nào mà muốn giải từ từ cẩn thận thì người ta chưa cho dùng xét dấu thì cứ giải cái hai trường hợp để cho ta cho thầy. Thì nhớ kiến thức này chưa? Xong nhá, đó. Như vậy thì chúng ta xong một số cái phần về uh, nho nhỏ về kiến thức tập hợp các em chép bài cái bài đầy đủ vào cho thầy đi đó cái bài đầy đủ chỗ đó bài nhé đó ôn lại cho một tí chỗ đó cho là cẩn thận chúng ta có rất nhiều các cái kiến thức mới có thể các em chưa được tiếp cận chưa được học cái các em nhớ chú ý cho thầy kỹ càng vào để ừ, cho về sau nó sẽ có tác dụng rất là nhiều đó thầy để lại cái chỗ đó nhé các em cứ bình tĩnh mà học không gì vội cả nào tất cả xong hết chưa xong hết chưa bây giờ nhé ta đi sang cái mảng kiến thức tiếp theo được không Rồi, tất cả các em chúng ta sẽ đến với ví dụ tiếp theo. Như vậy là chúng ta đã... Uh, vừa rồi là ví dụ mấy rồi nhỉ? Ví dụ uh, 2 rồi đúng không? Đó, được chưa? Chúng sang tiếp bên này nhé. Đã xong chưa? Nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với ví dụ tiếp theo. Vừa rồi là chúng ta ở ví dụ mấy rồi nhỉ? Đó, ví dụ 2 rồi đúng không? Đấy, rồi ví dụ 2 là xong. Bây giờ chúng ta đến tiếp với uh, ví dụ 3 cho thầy. Thầy uh, cho tờ hợp A gồm uh, các phần tử. Bài này thầy cho liệt kê luôn cho nó dễ. 1, 2, uh, 3, 4, 5. Được chưa? Tờ hợp B gồm các phần tử 1, 3, 5 Tập C gồm các phần tử 2, 4 Được chưa nhỉ? Đó 2, 4, 7 đi Đó, cho nó giống luôn 2, 4, 7 Hay quá Nào, bây giờ thực hiện các phép toán sau Thứ nhất là xem uh, quan hệ Xem quan hệ, xét quan hệ giữa hai tập A và B đó thứ nhất là xét quan hệ giữa hai tập a và b chúng có quan hệ gì xem chúng nó, 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 nó lén phén gì với nhau thứ nhất là quan hệ giữa a và b và thứ hai là thực hiện các phép toán thực hiện các phép toán đó là gì ấy nhỉ à, thực hiện các phép toán a giao b à, a hợp b được chưa hiệu của a và b là gì và thực hiện tương tự cho B giao C B hợp C và hiệu của B với C nào cái này chúng ta ôn lại một chút thôi thầy lấy một bài tư biểu còn xem còn nhớ được không không khó đây hầu hết để thực hiện các phép toán này thì người ta sẽ liệt kê hết các phần tử ra rồi nếu người ta còn viết ở cái dạng lm lm thì bây mình để cho nó rõ hết ra nhé đó thì kem nhớ hay quên là phép giao là tìm phần tử chung, còn hợp lại thì chúng ta sẽ gom tất cả các phần tử của hai tập lại, còn hiệu thì chúng ta sẽ lấy các phần tử mà thuộc A mà không thuộc B. Nhớ chưa nhỉ? Đó thế ở đây nhớ lại về lý thuyết một chút thì bây giờ ta sẽ thực hiện kết quả. Đây có kết quả như sau. Thứ nhất, quan hệ giữa A và B. A gồm 1 2 3 4 5, B gồm 1 3 5 chúng ta thấy ngay các phần tử trong B đều là con của A, à đều thuộc trong A hết. Ta nhận ta ghi chợt nhận ra b chính là con của a còn hỏi b và c quan hệ gì thì thì thôi b và c nếu mà có quan hệ người ta mà hỏi em b và c thì em cứ nói là b và c là hai tập không giao nhau b và c nhà tôi và nhà chị ấy chẳng liên quan nó không họ hàng gì cả nếu người ta có hỏi em b và c em gọi em nói là b giao c bằng rỗng khi người ta nói b giao c bằng rỗng ý muốn nói là hai tập này không có, không giao nhau không có điểm gì chung đấy quan hệ người ta chỉ hỏi thế thôi được chưa? Quan hệ thì chỉ có mỗi rỗng với cả nằm trong thôi chứ còn cái gì nữa. Hoặc là không nằm trong là cùng thôi. Nếu C nó có nằm trong A không thì không nằm trong. Phải nằm hết cơ. Rồi đấy là cái đầu tiên. Nào, A giao B. Giao thì bây giờ em ngồi kể các cái phần tử chung ra thôi. Cái này dùng toán lớp 6 đấy. Lớp 6 nhiều em vào đây là bắt đầu nó ngồi nó là làm được rồi đấy. Được không? Phần tử chung. Đếm phát biết ngay. Ồ, 1, 3, 5. Ồ, vui quá. Trong trường này do đặc trường hợp đặc biệt rất hy hữu B là con của A nên phần chung thì nó là con luôn đúng không đây là hy hữu đấy nhưng không sao đằng nào cũng một công đôi việc một ba lòng ok và chính là B chưa tôi và mẹ em à nhầm em và mẹ tôi à không <laughs> cái gì ấy nhỉ ừ, tôi và mẹ tôi thì có phần chung là tôi luôn đúng chưa được chưa em là một phần của mẹ em mà đúng rồi mỗi lần mẹ em mà đẻ ra em ra là coi như người ta đã bảo là là, là vượt qua uh, cửa chết một lần rồi đấy cứ mỗi một lần đẻ ra một người là vượt qua cửa chết chín phần chết một phần sống đấy đấy chưa như mỗi một lần lại được sống lại đấy đấy nên em là một phần của mẹ em đúng rồi đấy thì chúng ta biết yêu mẹ chúng ta là thế đúng không tiếp tục nha thế thì uh, a hợp b bình thường nhá hợp thì chúng ta chỉ cần ôm tất cả các phần tử cho nó gom lại hôm nay lôi hết mở hết cả chuồng gà chuồng vịt ra để cho nó chạy hết ra xong rồi lùa hết đem đi bán phần tử nào mà giống nhau thì có những con mà nhỡ nó lại vừa tên là gà vừa tên là vịt ý. thì chúng ta sẽ chỉ tính là một con thôi <laughs> nhớ chưa đó nhưng mà do chúng ta có mối quan hệ mẹ con lên hợp vào thì nó sẽ ra cái gì chúng ta sẽ ra cái gì luôn nhỉ lần này nó lại ra giữa bây giờ nhá tôi và mẹ của không không phải tôi và mẹ tôi đấy được chưa thì hợp lại ra mẹ tôi luôn xong được chưa ra luôn được chưa nó sẽ ra là một hai ba bốn năm luôn đúng rồi còn gì nữa tức là lần này nó ra luôn là là à. được chưa đây là hơi đặc biệt nhưng mà một công đôi việc luôn ngồi kể tất ra các phần tử ra một hai ba bốn năm vui không rất đơn giản và bây giờ trong mỗi một bài của thầy nhá thầy chỉ cần nói một bài thôi là trong đó có rất nhiều các lý thuyết và các trường hợp và hay trong đó luôn rồi cái 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 sự tổng hợp bài của thầy là nó nó rất là hay các em để ý nó phân học theo dạng học dễ hiểu và nó nó, nó rất là đặc biệt luôn chứ em có đọc sách chưa chắc là tự nhiên em hiểu được hết đâu em có học nhiều thầy nhiều cô em có học online em học zoom học gì chăng nữa mà em mà không chú ý không không có cách hiểu cách nhớ giống thầy thì nói chung là cũng cũng, cũng được đấy nhưng mà cũng chưa chắc đã hiệu quả hết một trăm trăm luôn đó chịu khó mà nghe tí tiếp tục rất đơn giản thế hiệu của a đây a trừ b cái hiệu này thì làm thế nào hiệu này là cái gì tức là chúng ta lấy tập a chúng ta loại bỏ đi tất cả các, các các cái phần tử có trong b thì chúng ta sẽ còn lại cái phần con riêng của a tức là còn lại những phần tử mà thuộc nhà tôi mà không phải là nhà anh ấy đấy thì chúng ta xem đây mẹ đây đây con đây thực ra trong trường hợp này đặc biệt thôi thì chúng ta lấy toàn bộ tập này ta bỏ đi một ba năm dĩ nhiên là ta con đi hai vốn rồi đúng không hai vốn đây còn lại là con riêng của mẹ con riêng của mẹ được chưa <laughs> không tức là ý thầy muốn nói còn lại là phần còn lại của mẹ nói con riêng của mẹ thì hơi ghê bây <laughs> giờ nói thế này vào mặt thì chắc mẹ mình tắt vỡ mồm <laughs> mẹ này bảo tao làm gì có con riêng nào nữa <laughs> đây ờ, chết mất à, đây dao đúng không phần chung này hợp đúng không thì ôm tất đúng không lấy hết phần gạch sọc lấy hết con riêng à con riêng à con riêng đây này đây con riêng phần còn lại của mẹ Ý thầy muốn nói là đây phần còn lại này của mẹ đây là a đây là b nhá phần còn lại này phần còn lại của mẹ tức là các anh chị em còn lại ấy, nói con riêng của mẹ <laughs> mẹ tát cho không trượt phát nào <laughs> mẹ tát cho không trượt phát nào trời ơi chết mất được chưa sự hợp lại của sự hợp lại của à, em và hợp lại với con riêng của uh, mẹ em. Thực ra cũng sẽ tạo lên mẹ em. Nhiều khi nó hỏi cái này đúng hay không? Mình không biết. Nó đúng đấy. Lấy mẹ mà trừ đi bỏ mình thì còn lại cái phần con riêng của mẹ, nếu bây giờ mình lấy mình cộng với con riêng của mẹ chính là anh chị em mình ấy. Anh chị em cùng cha khác mẹ ấy. À không, ở đây đúng là cùng mẹ khác cha chứ phải cùng cha khác mẹ, khác nhau đấy đây cùng mẹ các cha thì nó sẽ ra là mẹ mình những con này nữa được chưa nó sẽ ra là má mình được chưa má mình xong không nói con riêng nhé phần còn lại không mẹ tát không trượt phát lào chết nguy hiểm lắm được chưa rất đơn giản được chưa rồi bây giờ mà mẹ trừ con còn được nếu người ta hỏi mà con trừ mẹ thì em cũng nói là rỗng luôn tại vì làm gì có cái con nào nó nó lại bây giờ nó lại trừ đi mẹ thôi thì vỡ thì mẹ lại bảo là mày lại đẻ ra tao à mà mày lại trừ được tao được chưa mày lại chỉ có ai đẻ ra người kia thì mình mới mình mới mới uh, trừ được thôi còn người ta không đẻ ra mình ấy không trừ được nhớ nhá được chưa về mẹ lại bảo mày là mẹ tao à mà mày lại trừ được tao được chưa chứ con gì nữa đấy rất đường trẻ nghe kỹ chỗ này Nhớ chưa? Bây giờ thử làm tương tự cho tôi câu thứ hai xem nào. Bây giờ ai mà không làm được là có vấn đề đấy. Coi chừng nha. Ai mà không làm được cái câu B ấy, có vấn đề. Thầy nói yên tâm về thầy ơi hay quá thầy ơi. Rất đơn giản thầy ạ. À. Tất nhiên rồi hảo thầy thầy ạ. À. Rất hay được chưa? Đây là lai like lại thôi bạn. Vũ Thị Ngọc Hân. Cha cha bố mày bây giờ đang là 21 giờ 55 ngày 11 tháng 10 năm 2021 Tân Sửu. Được chưa? Tôi đang đứng ở đây, được chưa? Tôi đang dạy trực tiếp và đang phát trên tất cả các kênh. Đứa nào mà like lại thầy lại tát vào mồm giống như mặt giống như mẹ mày tát giờ để vớ vẩn, được chưa? Được chưa? Thấy tôi chưa xóa like bao giờ cả, không phải không phải lo, được chưa? Đứa nào mà like lại đây, tôi không bao giờ có chuyện like lại nhé vớ va vớ vẩn ở đây, được chưa? À, 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 à. À, tiếp tục nào đấy bây giờ thầy cho thời gian tương tự bây giờ làm thầy cô về đi được chưa được chưa Uh, thầy ơi em không biết he he, được chưa? Mẹ lại còn cười thế nữa. Mẹ còn cười à, được chưa? Nào. Bây giờ làm tương tự thôi, dễ mà, không khó đâu, cứ bình tĩnh mà nào. Bây giờ chúng ta nào làm tương tự nhá. B giao C. B giao C, phần chung đâu? Rất tiếc là hai cái người này, rất tiếc chúng ta chỉ là bạn thôi, được chưa chúng ta... Mà chúng ta lại không có điểm chung nào. Đây chúng ta nhà hàng xóm với nhau chứ hàng xóm với nhau thường là em với nhà hàng xóm nhà em thì thường là nó cũng không hay thích nhau đâu không mấy người mà người ta quý hàng xóm đâu ít lắm mình có thể mặt cười mặt nói với người ta nhưng người ta lại cứ ỉu xìu hoặc là khó chịu không mấy khi người ta uh, có phần tử chung với mình nên nhiều khi uh, cũng sợ lắm đó càng với các cái phần tử hàng xóm bên cạnh các thứ thì thường có khi người ta lại không thích mình cũng muốn lắm muốn có phần chung muốn yêu quý nhiều khi mà mình thích cái con bên cạnh lắm kiểu như thế em ra lớp em thích cái bạn bên cạnh nhưng mà cái bạn ấy biết đâu lại chảnh vì sao sinh dai, học giỏi nhưng lại có khi rất chảnh hoặc bạn bên gái có bên bạn gái bên cạnh có khi rất xinh rất được nhưng mà học lại ngu chẳng hạn đấy ví dụ như thế nhiều khi không có phần tử chung không có đặc điểm chung với hàng xóm bên cạnh nó thường thế khổ lắm chưa chưa chắc đến được với nhau rất là vất vả nhé Thế nên là rất tiếc B và C chúng mình mãi mãi chỉ là người dưng mà thôi Chứ không có phần tử chung nào Rỗng là rỗng luôn Thầy này, này, thầy cấm đứa nào Thầy cấm đứa nào đã rỗng rồi còn cho vào ngoặc nhá Dũng là đơn phương là không có tình cảm gì ở đây mọi thứ là chấm hết rồi mày còn lồng thêm ngoặc này vào lồng thêm ngoặc này trừ khi chúng ta yêu nhau về sau chúng ta còn đẻ được ra con cơ thì mới đóng cửa chuồng này lại được còn đã không có phần tử nào rồi thì để cho trộm nó vào luôn cho nên nhanh việc quay phải đóng cửa chuồng đứa nào mà thêm đóng cửa chuồng này vào à là chả hiểu gì cả được chưa lưu ý chỗ này lưu ý là đừng có đóng mở cửa đã rỗng rồi thì đừng có đóng mở cửa nữa rỗng thì còn đi đóng cửa thì ai cái vào được nhớ nhá lưu ý chỗ này Tôi và hàng xóm nhà tôi Chúng ta chả bao giờ đi đến được với nhau <laughs> Nhất là cái đứa bên cạnh Rồi nhé um, uh, B hợp C Nhưng một ngày nào đó nhỡ chúng ta lại thích nhau Thì hai người chúng tôi về một nhà <laughs> Nhưng mà chuyện ý thì hơi khó Tính sau Hai người chúng tôi một ngày nào đó chúng ta hợp lại dắt tay nhau Thì chúng ta lại gom B và C lại Chúng ta lại ra 1, 3, 5 2, 4, 7 Gom tất lại Uh, gom tất lại xong cái này liệt kê thôi rất đơn giản và cuối cùng đó là b trừ c một ngày nào đó tôi với à, đây b trừ c rất tiếc do chúng tôi không có điểm chung à đây này không có điểm chung vậy nên là phần con riêng của tôi đây này tôi có nguyên ba đứa con tôi chả có con chung nào vì đứa này Tức là cưới xong đứa này về sẽ lại không đẻ được cũng rồi ôi nấy mấy cây đắng nhặt nhục nhằn B và C rõ ràng là hai đứa ngày xưa ngồi bên cạnh nhau Tuy rằng không có điểm nào chung Nhưng mà do bị thế nào đó thì chắc là bố mẹ bắt hai bên là hai đứa này là cưới Cưới xong rồi về sau vẫn không có điểm chung À vẫn không đẻ được Thế như vậy là hỏi là con riêng của B đâu À thế là B và C cuối cùng không đẻ được Thì B nó chỉ có con riêng của nó thôi Nó chỉ có 135 À há như vậy là vẫn giữ nguyên Vì nó không đẻ được Vốn ngày xưa nó bảo không thích rồi Nó cứ thích cưới cơ không thể được thế nên là nó chỉ nguyên thế thôi không thể được rất đơn giản được chưa nhất đơn giản bài này là xong hiểu rồi nhá như vậy là các phép toán giao hợp hiệu là đã kết thúc thành công Úi ừ mắc mệt về mấy cái quan hệ giữa mấy cái người này được chưa chúng ta đến với ví dụ cuối cùng trong cái phần tập hợp các phép toán ừ ví dụ 4 Bây <laughs> giờ chúng ta ghi. Lớp 10A Lớp 10A có À um, uh, um, lớp 10A có 20 bạn đăng ký học toán. Được chưa? 20 bạn đăng ký học toán. Uh, 15 bạn đăng ký học văn. Được chưa? Học văn. Trong đó là có biết rằng là có 7 bạn đăng ký học cả hai môn. Có những người thích học cả hai. Nhớ là trong này được phép đăng ký tức là có đi học hoặc không đi học học có thể học một môn hoặc học nhiều môn, học cả hai môn toán văn. và trường hợp rất đặc biệt hai cái, đó là phần rất đặc biệt hy hi hữu đó là có hai bạn được chưa được chưa trong này có hai bạn ừ, kể tên đó là Nam và được chưa Nam và Hoa rồi đây là không học môn nào Câu hỏi Lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh Rồi trả lời cho thầy xem nào Tính thử xem nhanh lên Cái lớp này có bao nhiêu học sinh Tính 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 bắt đầu Tính thử xem nào Có một cái câu này đấy Lên lớp 11 câu này vẫn còn tác dụng nhé Hỏi anh chị lớp 11 đấy lên 11 học tổ hợp xác suất ấy vẫn có cái bài này khá vui đó là đếm số phần tử trong các cái tập hợp đó đếm số phân tử mà thông thường thì là người mi vật gì đó trong đó có những cái phần có những cái phần tử mà nó có thể thỏa nó đăng ký nó nằm trong cả hai tập thì đây lớp 10 a có 20 bạn học sinh trong đó có à, hai anh nhầm có 20 bạn đăng ký học toán 15 bạn đăng ký học văn và biết rằng có 7 bạn đăng ký học cả hai môn các em nên nhớ là trong cái số 20 bạn và 15 bạn học toán học văn thì cái tức là ý thầy muốn nói là cái bảy bạn này này Nó đã có mặt trong danh mục của hai cái này rồi chứ không phải là cái bảy bạn này là riêng rẽ đâu nhé nếu bạn nào cẩn thận thì ghi thêm cái chữ là trong đó vào đây nhưng kể cả người ta không nói trong đó thì em phải hiểu rằng đây là một cái sự thống kê kể ra một cách chi tiết thì tính 20 mươi tức là bảy thực ra là nó có mặt ở trong hai cái này rồi chứ không phải là cái này người ta tính rời ra đâu nghe cho kỹ người ta đếm thấy là có 20 toán và 15 văn rồi ý nghe kỹ chưa không như bạn để bảo thầy ơi lại tòi ở đâu ra bảy nữa thực ra bảy nó nó cũng đã nằm trong ý rồi hiểu không đây người ta liệt kê kể ra chứ không phải người ta kể riêng đâu nhưng mà lại có một cái mà nó rất là buồn cười ở chỗ là có hai bạn nam và hoa không học gì khiếp không khiếp khiếp thật khiếp thật hai đứa này lại không học hành gì không hiểu là tới lớp để làm cái trò gì thì ta không biết nhưng mà đây này nó không học gì thế nên mình cần phải ghi sổ và báo cho phụ huynh của hai bạn này biết lớp nào cũng sẽ có hai cái bạn nam và hoa xuất hiện đấy lớp nào cũng có em cứ tới lớp thì sẽ thấy em cứ tới lớp thì kiểu gì cũng sẽ có hai cái bạn này tới là bọn nó chắc lên chắc là <laughs> cũng giống như là tới là nó, chỉ có tới là ôm nhau nó có làm gì đâu đấy kiểu như thế thì bây giờ chúng ta có một cái công thức rất là hay như sau gọi trị tuyệt đối gọi trị tuyệt đối của a là số phần tử trong tập a người ta ký hiệu thế này cho dễ thì với hai tập hợp A và B với hai tập hợp A và B không giao nhau tức là A và B giao nhau bằng rỗng ấy chúng mình không yêu được nhau có cưới vệ vô sinh kìa đấy nghe thấy không đấy ví dụ thế thì thì thì, thì uh, uh, số phần tử của cái tập A hợp B được chưa thì nó sẽ bằng số phần tử của tập A cộng với số phần tử của tập B khi uh, hai người uh, chúng tôi không có điểm chung nhưng khi mà gom lại thì, thì tự nhiên nhà tôi với nhà anh ấy nó cộng lại là có một số khối lượng tài sản khá lớn. <laughs> nhưng mà rất tiếc là không có người thừa kế. Thế là mới tiếc này. Đấy. Còn nếu như mà A giao B khác rỗng. Tức là giữa chúng tôi lại có một vài các cái điểm chung trước rồi thì khi mà tính số phần tử của A hợp B người ta lấy số phân tử của A cộng số phân tử của B Như phải trừ đi các phần tử A do B. Tức là các phần tử nào mà là phần chung ấy thì nó bị tính hai lần rồi, người ta sẽ phải trừ đi phần chung giữa chúng ta. Nghe kỹ. Như vậy ở đây cũng đang đang nằm trong công thức mở rộng thứ hai, chính là công thức số 2 các lớp nhớ ghi vào nhé. Đây là công thức cộng các phần tử quy tắc mở rộng. Quy tắc tính số các phần tử. Nghe, nghe kỹ nhé. Dễ thôi. Như vậy áp dụng vào đây. A chính là số bạn đăng ký học toán là 20. Gọi A. Đây, chỉ đối của A và đọc là số phần tử của A là 20. B. Có bạn nào tính ra chưa? Tính ra chưa? Tính ra 30 không? Có đúng không? Hay là chuẩn bị lại 15 cộng với 20 ra 35. Rất nhiều bạn đã ra thưa thầy là 35 35 xong rồi uh, cộng tiếp với uh, 7 Rồi cộng tiếp với 2 vào Có ai cộng hiểu ý không? <laughs> Được chưa? chưa? Số phân tử của B Là bao nhiêu? 15 Số phân tử của A giao B Là bằng 7 Và có một cái tập hợp phân tử C nào đó Không liên quan rời rẽ giữa bọn chúng Ta gọi là C đi Không học gì ta bọn để riêng ra hai đứa thế thì thầy tính rơi ra nhé thôi hai này có thể không lôi kéo vào đây hai đứa này để nguyên ở ngoài cũng được không cần phải cho nó vào tập gì cho đỡ mệt thì lúc này lớp có số học sinh là lúc này các em sẽ có 20 cộng 15 trừ đi 7 đã tính hai lần rồi cộng với hai cái đứa chết tiệt rồi đánh này vào hai cái đứa đi học không làm gì à? đâu đi học không học mà làm gì này đó kiểu như thế đấy tính đi được không đấy, 20 cộng 15 đấy tính ra thế này mới là đúng này các em nào tính được chưa nào có nhầm được không được chưa như vậy là 35 cộng 2 là 37 37 chứ 3 à, chứ 7 là 30 học sinh đây là đúng rồi nhá 30 học sinh tương tự các em có thể tính được cho các cái khác Đấy, phần này thì thầy nói qua một số cái bài quan trọng Nó cũng tương tự như quy tắc đếm của lớp 11 ấy, kiểu ý Hiểu không? Bây giờ ta sang phần tiếp theo Đấy, các em ghi cái này vào vở nhé Xong sau đó chúng ta sẽ đến với cái phần uh, uh, các phép toán liên quan đến tập số nữa là xong phần này phần này thầy ôn lại cho hết các cái quan trọng xóa được chưa Nào, các bạn các em thân mến. Chúng ta tiếp tục đến với phần B. Các phép toán về à, các tập số. Các tập số thì người ta chia ra là các cái cái thứ nhất em cần nhớ tập số tự nhiên. Tập số tự nhiên thì là con của tập số, số gì nhỉ? Có kể được thứ tự quan hệ giữa các tập số không? Các nhớ được không? Nào, nhìn vào đây nhá các bạn thân mến. Số tự nhiên đây là con của tập số nguyên, đây cơ bản rồi nhá. Số nguyên tiếp tục là con của số số hữu tỷ, được không? Số hữu tỷ Số hữu tỷ, tiếp tục là con của số thực. Được không nhỉ? Đó. Số thực này là, là, là riu ý, riu riu ấy Rean ý. Dày, dày riu ý, đấy giày riu dây rượu ấy, dây án này. Thế còn một cái tập số nữa là tập số vô tỉ thì sao? Có biết tập số vô tỉ không? Ký hiệu là chữ gì? Cái này ít bạn biết này. Số vô tỉ ký hiệu là tập y. Nhưng mà tập y này thì cũng là con của r. Thường thì người ta do tập y thì nó là một cái mảng bên cạnh của hữu tỉ thôi. Được chưa? Đây hữu tỉ, đây vô tỉ. Hữu tỉ tỷ hợp với vô tỉ thì ra toàn tập số thực nó nghe kỹ chưa đầu tiên là phải nhớ được cái này đi đã chứ lại không không nhớ được cái gì là hơi vớ vẩn đấy nguy hiểm một số tập số quan trọng nhớ này số tự nhiên là con của số nguyên số nguyên là con số hữu tỷ số hữu tỷ là con của số thực đồng thời trong tập số thực còn cả tập số vô tỷ nữa hợp lại của hữu tỷ và vô tỷ dãy r các tập số thì chia ra là nếu mà đây là phân theo các thành phần phân về dấu nhá thì chúng ta có tập số dương R tập số dương tập số âm và số 0. Sự hợp lại của ba cái này Z sao cộng, Z sao trừ và 0. Là có hiểu không nào? Tập số thực dương, số thực âm, số 0. Xong nhá. Cái này nghe cho kỹ đi. Nhiều bạn tự chưa phân biệt được thực ra lớp 7 là nó cũng bắt đầu làm quen với cái này một chút rồi đấy nhưng mà các ký hiệu có thể là nó chưa tìm hiểu kỹ thôi còn thực ra là các kiến thức thì nó cũng đã nắm sơ sơ với cái này rồi nhớ được không thầy viết thế này có nghĩa là số thực dương thì khác không này đây để người ta người ta cứ đánh thêm cái sao ở trên đầu thì tức là khác không tương tự như n sao với z sao ấy số không là số không dương không âm nhớ chưa ngày xưa thời ngày xưa thầy mà đi, lúc thầy đi học ấy <laughs> không biết là cô thầy hay là cô của lớp bên cạnh thì cũng không biết nhưng mà <laughs> có cô từng bảo là số 0 là số dương như đấy. Nhưng không sao, chắc là lúc đó thì lác tí thôi. Số 0 của em nó không âm, không dương, chứ không phải là số vừa âm vừa dương đâu, nó khác nhau đấy. Sợ quá, nhiều cái phức tạp hết đấy Được chưa? Được chưa? Ok. Xong một số quan hệ về tào số này rồi này. Bây giờ các em có biết là trong các cái tập con, một số tập con thường dùng của r ấy một số tập con của r thì người ta sẽ dùng các khái niệm khoảng đoạn và nửa khoảng khoảng khi em giải các phương trình bất phương em giải bất phương trình phương trình mà nó ra được đó là từ a để nhỏ hơn x nhỏ hơn b thì khi viết lại dưới dạng tập số người ta sẽ viết x thuộc Ngọc tròn đây này AB. Và vẽ ra các em sẽ được như thế này. Ngoặc tròn AB. Các đã rõ chưa? Đó, phần còn lại các em không lấy thì các em bỏ. Chỗ này không tính hai điểm biên AB. Khoảng đoạn và nửa khoảng có ba khái niệm mới một chút các em để ý, thực ra cái này nó lớp 7 học rồi. Lớp 7 là nó học biểu diễn uh, vuông tròn rồi. A nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng B, thêm dấu bằng vào thì tôi gọi là đoạn AB giống kiểu đoạn thẳng ấy có tính hai đầu mút tức là tính hai điểm biên các phần còn lại không lấy gạch bỏ đấy hỏi em mình với cháu mình là nó biết vẽ cái này rồi cuối cùng là nửa khoảng nửa khoảng sách giáo khoa chỉ dạy chúng ta nửa khoảng thôi chứ không dạy chúng ta nửa đoạn nhưng mà chắc thì nó cũng tương tự như nhau nửa khoảng thì bây giờ là các trường còn lại một bên tròn bên vuông ví dụ thầy chỉ ví dụ thôi a nhỏ hơn x nhỏ hơn hoặc bằng b thì tương đương với việc thì bên nào đến đây thì mình viết tròn a a tròn b vuông thì thôi còn một số cái lửa khoảng nữa ví dụ như là uh, x nhỏ hơn hoặc bằng a hoặc x lớn hơn hoặc bằng b đây có một số cái trường hợp con con như thế này nữa ví dụ thì thôi nếu x nhỏ hơn a nhỏ thì chúng ta sẽ lấy về phía âm tức là âm vô cùng nhỏ hơn a x thuộc âm vô cùng đến a còn tùy ngoặc chỗ này nhé lớn hơn bằng b thì người ta sẽ viết b chạy ra dương vô cùng khái niệm vô cùng này cả lớp nhớ b ra dương vô cùng đấy đây là một số cái ví dụ về lửa khoảng lửa khoảng thì rất nhiều loại cái lưu ý là cộng trừ vô cùng thì nó nó không rõ ràng là số bao nhiêu đâu nhá luôn luôn nó sẽ là tròn thì đấy nhỏ hơn thì luôn luôn lấy về phía âm, còn lớn hơn thì sẽ lấy về phía dương. Cứ thế mà tính đấy Dễ dễ nhỉ? mình thấy nó lại đơn giản thế. Đó, thì chả quan nó chỉ gọi là thêm một bước sau khi các em giải phương trình bất phương trình xong thì các em sẽ viết được cho người ta lại dưới dạng các cái tập hợp như thế này. Sau đó lại thực hiện các phép toán giao hợp đấy. Rồi lại thực hiện phép toán giao hợp giữa em nhà hàng xóm đấy, kiểu kiểu thế. Đấy, được chưa? Thế thôi, gì đâu. Nào, cái này nhắc lại lần cuối là nhớ chưa nào? mai chuẩn bị sắp tới thi giữa kỳ rồi thi các thể loại rồi mà mà không nhớ là cũng không ổn đâu. Cố gắng lên nhé. Rồi, bây giờ mình thực hiện một số cái bài tập chính về phần này nhỉ? Nào, cả lớp lại bắt đầu đến với uh, các ví dụ của thầy. Nào, biết vẽ các cái này trên trục chưa? Khi tính lên dương vô cùng thì cái phần nào nó chạy xa mãi về phía kia thì người ta gạch gạch bỏ phần còn lại thôi. Được chưa các con? Là có hiểu không? Nào, một số bạn hỏi thưa thầy, trong phần ngoặc tròn mình phải gạch luôn cả các điểm biên. Ờ thì đúng thế thật. Nếu mà chuẩn luôn ấy thì các em có thể gạch luôn nhưng mà khi viết ngoặc tròn ừ. rồi thì nó lại, lại còn không chảy nhẽ nó lại còn không biết là lấy hay không. Thôi nhưng mà chuẩn luôn thì các bạn nào gạch cẩn thận thì gạch thẳng cả vào ngoặc luôn. Thế này để cho nó chuẩn. Ok, được đấy. Ờ thôi ok. Đây bạn nào gạch chuẩn thì gạch thẳng luôn cả vào AB cho thầy càng tốt. Nhưng mà thôi, chẳng nhẽ nó lại phải nói cho mình biết là lấy cả tao đi hay là ôm tao đi thì cũng cũng được đúng đúng Được 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 được, được, được chưa? Được không nhỉ? Ok nhé Nào bây giờ chúng ta đến với ví dụ nào Cái này cũng dễ thôi, nhanh thôi, đơn giản Lại đến với ví dụ 1 nhá cho nó dễ Ví dụ 1 Bây giờ hãy viết cho thầy các tập sau viết các tập hợp viết các tập uh, dưới dạng khoảng đoạn tức là dưới dạng vừa học ấy dưới dạng các tập con đó là khoảng đoạn vân vân viết dưới dạng này thì cái này thông thường liên quan đến việc giải phương trình bất phương trình nên các em lưu khó lưu ý chịu khó giải cẩn thận nhé nào câu a thông thường không nói năng gì thì ta hiểu là các tập hợp số thực thỏa mãn sao cho à số nguyên đi cho nó dễ này số nguyên này là số thực nhỉ thôi sao số gì nhỉ nếu mà người ta cho số nguyên là số tự nhiên ít quá mình lại phải kể ra thôi mình viết số thực đi rồi số thực thỏa mãn sao cho x bình nhỏ hơn hoặc bằng 4 Cái đầu tiên B Giải của các bất phương trình thì thông thường người ta hay cho các số thực Là tổng quát nhất Tại vì cái các số tự nhiên, số nguyên nó lại ngồi nó sau kê ra mệt lắm Sau kê là nó lại chơi cái trò kia cơ Được chưa? 3x cộng 2 nhỏ hơn x trừ 1 Giải cái này dễ thôi, cố mà giải nhé C Được chưa nhỉ? C Thông thường người ta cho cái x cộng r X bình phương Trừ 5x cộng 6 Lớn không Thầy hướng dẫn em giải cái này trước luôn Có thể là một số bạn chưa học Nhưng mà mình học trước Mình nâng cao kiến thức lên một tí Không sao giải các cái bất phương trình bậc cao hơn ngày xưa ai được học thầy cô thì thầy cô mà dạy nâng cao hơn một chút em có thể giải cái này rồi còn nếu không em tách nhân tử đưa về cái dạng giống lúc nãy thầy dạy các em thôi không khó đâu đấy thôi đầu tiên là thôi làm mấy cái câu tiêu biểu này thôi đã được không có làm được không thêm câu d nhé x thuộc r mà mãn sao cho hai x cộng một nhân x trừ bốn khác không thêm cái khác này vào cho nó vui đúng không nhỉ khác không đi rồi bắt đầu giải luôn bây giờ viết dưới dạng khoảng đoạn các kiểu đúng không nhỉ đó thì bắt đầu để ý bảng bài. bài này cũng tiêu biểu thôi không quá khó nào giải nè nào bây giờ các con comment kết quả đáp án thoải mái nhé. Được chưa? Dễ thôi. Ở đây hầu như tìm các số thực hết. Bây giờ chúng ta làm nhanh một chút này. Câu A. Tìm các số thực thỏa mãn bình phương lên nhóm 4. Các em khai căn hay vế cho thầy. Thì khai căn hay vế ta có trị tuyệt đối của x đúng không? Đừng quên nhé. Căn bậc 2 mà. Đừng quên trị đối. Sẽ nhỏ hơn là bằng 2. Như vậy là chúng ta sẽ có các cái số kiểu như là Đấy, 0 này, cộng trừ 1, cộng trừ 2 này Và thực ra là còn rất nhiều số ở giữa bọn chúng nữa cơ Đấy là thầy mới chỉ kể số nguyên lên đấy Số số thực nó nhiều lắm Như vậy, chúng ta lấy tất cả các cái số mà uh, Từ Trừ uh, 2 đến 2 Thì nó sẽ có trị tuyệt đối Là nhỏ hơn bằng 2 Làm trong đoạn Thì trừ 2 đến 2 Rồi, như vậy tờ hợp A Chúng ta viết lại dưới dạng Đây là đoạn Đây là đoạn Trừ 2 đến 2 Một vuông Xong Nhớ chưa? Đó Nào để ý được chưa? Cố gắng lên Lớp 11 có nhiều bài lắm rồi Trên Youtube, trên khóa học của thầy bao nhiêu bài Lớp 10 thì còn chưa có nhiều Thế nên là bây giờ thầy mới hướng dẫn cho, cho các bạn Để ý vào nhé Lớp 10 thì chưa có nhiều bài giảng đâu nên các bạn, lớp 10 các em nhớ để ý vào này B Cái này chuyển vế giải như lớp 7 Lớp 6 cháu em đã giải được rồi Giải cái này ra nhắc một chút 3x chuyển vế trừ x là còn 2x nhỏ hơn hoặc bằng trừ 1 bên này chuyển 2 sang chuyển vế đổi dấu như vậy trừ 1 trừ 2 thế đó là trừ 3 dẫn đến cho nên tôi nháp một tí x nhỏ hơn nháp giải ra nháp không ai làm gì mình chữ 3 x nhỏ hơn hoặc bằng âm 3 phần 2 đây là nửa khoảng lớn hơn mấy nhỏ hơn mấy là nửa khoảng mà Nhỏ hơn là lấy về phía âm Âm vô cùng Đến trừ 3 phần 2 Ai thích vẽ trên trục số thì vẽ ra nhé Cái này nó dễ Ai thích vẽ thì vẽ Đây trừ 2 đến 2 vẽ nó dễ Đây trừ 3 phần 2 đây Lấy về phần nhỏ thì gạch bỏ phần lớn Lấy về phần nhỏ thì gạch bỏ phần lớn Hoặc vuông quay về bên này Quay về bên cần lấy <laughs> Quay về phía quay về cái 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 bên cần lấy nhá, quay về cái tốt thì đừng quay về cái xấu, quay về cái xấu nguy hiểm lắm, đó nhớ chưa? Quay về cái xấu là toàn đen xì, không nhìn thấy gì đâu. C. Bây giờ cái này thì em dùng quy tắc lúc nãy thầy vừa dạy kem ở trong bài xét dấu ấy, tôi tôi có hai cách giải cho kem chỗ này. Cách một là kem, Úi rồi, Phấn Cách một kem các để đến bảng là thầy hướng dẫn nào. Cách một là em phân tích nhân tử nhá. Vừa dạy lúc nãy xong ấy, chia trường hợp ra Các em có một nghiệm là 2 Một nghiệm là 3 X 2, X 3 lớn không? Có đúng là hai trường hợp không? X 2 lớn không? X 3 cũng lớn không? X 2 Còn trường thứ hai là Đây trường hợp này là dương là cùng dấu Lúc nãy trái dấu cơ Còn bây giờ là cùng dấu X 2 nhỏ không? X 3 nhỏ không? Có phân biệt được Có, có làm được thế này không? Thế giải nhanh ra nhé x lớn 2 Cái này cũng là cái cần học luôn Sắp tới thi kiểm tra chắc chắn có đấy Các em đừng nghĩ là không Rồi mai gặp bài này kêu oái oái Bảo thầy ơi úi rồi không biết làm Thôi thì nhục cẩn thận nhá Kêu oái oái không biết làm là thôi nguy hiểm lắm X lớn mấy nhờ Là tách ra thế này hiểu chưa đã nào Hiểu rồi đúng không thì Mỗi tách hai nhân tử thôi cũng không khó đâu X lớn 2 X lớn 3 Còn cái dưới <laughs> Ngược lại nhón 2 nhón 3 Bây giờ cái vấn đề làm ở đây này Bây giờ thực hiện phép gì, phép giao, phép hợp gì ở đây này Đấy, sắp tới thì có cái bài này có làm được không hay là không biết làm Được chưa? Sai ngoặc lêu lêu Cha bố nó sẽ ngoặc sai chỗ nào nhỉ? Làm gì có chuyện sai tôi À ừ, sai ngoặc thật Tôi thử tí thôi Đây này, chỗ này này Tôi cố tình thử tí thôi, sao đâu Ôi giời, đây không nhìn đi vuông đấy à? Giời ơi không. không nhìn đi vuông đấy à? Sai chỗ nào? Vơ vẩn Được chưa? Không nhìn đi vuông à, ừ. lêu, lêu gì ở đây, Vơ vẩn, đúng rồi còn gì nữa, yeah. không nhìn vuông à, xong nhá, bây giờ thầy xin nhắc lại chỗ này là chúng ta phải giải mấy hệ, hai hệ, hai hệ này làm xong ta uh, hợp lại, thì nhìn vào đây, khi lấy phần chung thì dạy cái mẹo làm nhanh lắm, trong bài trước thì có đúng là x nhỏ hơn một số và lớn hơn một số thì chúng ta cho x ra giữa rồi chúng ta chơi cái trò như kiểu là bánh mì kẹp trả ấy Đấy là Hai dấu ngược nhau đúng không Hai dấu ngược nhau thì chơi trò gì nhỉ Bánh mì kẹp trả Mình mình sẽ nằm giữa Thế Tay trái mình ôm một người tay phải mình ôm một người Đó là kiểu, kiểu là bánh mì kẹp trả Nhưng mà trong trường hợp Chúng mình theo kiểu lại cùng dấu Đây này x lớn 2 x lớn 3 Chúng ta cùng lớn Thì cùng lớn tôi sẽ chọn người lớn hơn Thì đấy là phần chung luôn Thế thì ở đây tôi sẽ chọn luôn là gì các em nhỉ? Đấy, các em để ý vào đây nhé. Thầy nói luôn cho nó nhanh này. Đấy, thì cùng lớn thì thầy trò chúng ta sẽ có lợi ích lớn 3 luôn. Thế là phần chung là từ 3 trở đi luôn. Đúng không? Đấy. Cùng nhỏ tôi lại chọn người nhỏ gì? Nhỏ hơn. À, đấy. Thế nó ra kết quả luôn. Đó là sự hợp lại của nhỏ hơn 2, lớn 3. Và chúng ta được kết quả. Chúng ta viết thế nào nhỉ? Cái chỗ này có sự xuất hiện của uh, vô cực này. C của chúng ta sẽ là sự hợp lại của âm vô cực Phải kể nhỏ trước lớn sau nhé Phải có trình tự Không là sai pet hết giờ này Âm vô cực đến 2 Hợp tiếp 3 dương vô cực Đấy, nghe chỗ này đi là có cái bài toán này đấy Xong Và cuối cùng là câu D Câu D thì bảo này, câu D chỉ yêu cầu là giải khác thôi Thế thì khi mà người ta yêu cầu giải khác ấy, 2x cộng 1 nhân x 4 khác không Muốn cái tích này khác không Thì đồng thời xảy ra cả hai chúng mình đây, Lưu ý chỗ này là ngoặc, ngoặc móc nhá Rõ ràng là ngoặc móc Hai người chúng mình đồng thời khác không Chỗ này đừng có ngoặc vuông nhá Ngoặc vuông vào đây là vớ vẩn nó sai đấy Phải đồng thời cùng khác thì chúng mình mới khác được Chỉ còn một đứa mà còn sống thì chết rồi X khác âm 1 phần 2 Và x khác 4 trong những cái bài toán mà mà nó lại không phải là cả một cái khoảng rộng lớn gì đó mà nó chỉ gạch đi nó chỉ khác khác thế này thì chúng ta sẽ ghi là lấy toàn tập r và gạch bỏ loại đi các phần tử này là xong cách viết này giống kiểu tập xác định ấy em có thấy các thầy cô hay ghi là d bằng cái gì không đó thì tập xác định nó hay có cái kiểu này lắm tập xác định là lấy r gạch bỏ đi là xong còn nếu mà ngồi mà kể ra các khoảng thì mệt lắm các khoảng mà kể ra thì nó có những ba khoảng hợp lại cơ ba cái nửa khoảng hợp lại mệt lắm thì viết thế này là ngắn nhất cái lớp rõ rồi chứ đó rồi như vậy là viết với dạng các cái tập con khoảng đoạn một chút là chắc là các em hiểu rồi chúng ta đến với ví dụ tiếp theo cái thì chỉ cần nó mô tả ra cho cẩn thận thôi là được thôi Nào xóa được chưa? Cố gắng lên nhá. Một số bạn đang bảo là thưa thầy em học còn đang rất yếu, thầy cố gắng dạy càng nhiều càng tốt. Đấy nói chung cũng phải có thời gian để mới dạy được. Chứ thầy còn nhiều lớp lắm, còn bao nhiêu công việc học sinh đợi chờ ai cũng mong lắm. Đó thế nên là có bài giảng nào cố gắng học làm sao cẩn thận, thầy sẽ cố gắng sắp tới thầy sẽ like thật là nhiều hơn và đặc biệt là cũng sẽ dành nhiều thời gian thêm cho các bạn lớp 10 nữa. Đó vì các bài giảng lớp 10 của thầy thì nó cũng chưa được có nhiều được chưa nhỉ? Trên trên khóa học thì có đầy đủ hết rồi. Nhưng mà có thể là trên YouTube thì nhiều bạn chưa biết đến thầy thì em có thể em chưa được biết. Nhưng càng về sau nhất là sang học nửa học kỳ sau và sang đến học kỳ 2 nữa thì em sẽ thấy là còn rất nhiều bài của thầy. Thì cố gắng học nhé. Đó. <laughs> Nào, ví dụ thứ hai nhé. Cái này cũng khá quan trọng đây. Nào, hãy thực hiện các phép toán sau. Người ta cho em trước, bây giờ thầy cho em luôn các tập luôn A nhá A là các cái phần tử tập các các, các phần tử thuộc R sau cho này, các phần tử x này sau cho trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 4. B x thuộc R thỏa mãn sau cho 2 nhỏ hơn hoặc bằng x. Thôi, chỗ này không lấy dấu bằng đi cho nó khác đi. Nhỏ hơn đi. Đó nhỏ hơn 5. Rồi. Câu hỏi. Hãy tìm các tập A giao B, cái này đơn giản thôi đúng không? Phải làm được chứ. A giao B, A hợp B. Có ai giờ còn không phân biệt được thế nào là giao nào là hợp không? Được chưa? Được chưa? U lộn ngược ấy, u lộn ngược thì là giao. Còn u xuôi quay lên ấy thì là hợp. A giao B, A hợp B và hiệu của đây a trừ b đây b trừ a luôn tìm luôn ngoài ra còn có một phép toán nữa đó là phần bù c cra crb phép toán phần bù có biết làm không sắp tới em có cái phép toán phần bù này nữa này làm nốt cho thầy nhé đấy chỉ cần làm được một bài này của thầy mà cẩn thận thành thạo không bị nhầm thì về sau tất cả các bài khác đều ok hết Bây giờ chúng ta bắt đầu uh, chữa nhé. Nào, cố gắng lên nhé. Nó tiếp tục để ý nào. Chúng ta cũng sẽ có kết quả rất là nhanh bài này thường thì các bài này thì bạn nào mà thông minh thì nó hiểu rất là nhanh ok nó ra luôn nhưng mà nếu không thì nếu mà chậm là mình lại phải kẻ trục nhiều khi mà chính ra thầy nói thật với em là chính ra nhiều khi mà thầy thấy là chỉ có từ nếu mà từ ba tập hợp trở lên ấy mà cần phải tìm giao hợp hiệu các thể loại ấy, thì có thể là sẽ vẽ trục ra hoặc là một số bài toán khác đó. còn nhiều khi vẽ trục ra khi thầy thấy lâu hơn mà nếu vậy, thầy cô mà yêu cầu thì mình vẽ thôi còn thầy thì thầy không cần em có thể em tưởng tượng được thế nào ra luôn được kết quả càng nhanh càng tốt thí dụ bây giờ nhé thầy hay là thầy hay chia ra hai cái uh, đây thầy chia phương pháp ra thế thì thông thường nhé người ta sẽ cho em hai tập thì thường em nhìn sẽ thấy một cái là đoạn này một cái là khoảng đoạn ấy khoảng không quan trọng quan trọng là người ta cho em hai cái tập hợp mà nó đóng tập hợp đóng có nghĩa là uh, đi từ đâu đến đâu thôi ấy, gọi là tập đóng còn nếu mà chơi cái trò mà ra tận vô cực ấy, kiểu như là tập mở tức là nó rộng ra còn nhiều lắm cái kiểu như thế thế thì với những cái kiểu mà tập đóng ấy đây là khái niệm thầy trò chúng ta hiểu với nhau còn em có thể không cần nói với thầy cô em thầy cô em chắc có khi chưa chắc biết đâu nhiều khi mà lại bảo là thầy em bảo thế thì cũng chịu tại vì chăm thầy chăm phép mỗi người một phép thuật biết được thế nào đấy thì nếu theo kiểu hiểu của chúng ta là chơi theo kiểu mà đóng với các tập đóng như thế này nhá thì thông thường người ta mình lại chia nhỏ ra hai trường hợp nữa đó là cùng là tập đóng rồi nhưng mà xem là nó đang uh, răng tay ôm vào nhau hay là nó là quan hệ mẹ con. Đấy cũng chỉ có hai trường phái. Nếu nó là quan hệ mẹ con thì xem ngay cái bài trước đó vừa chúng ta vừa học xong. Tìm quan hệ mẹ con trong những cái trường hợp đó thì làm rất, rất ok, rất đơn giản. Thế đây là trong trường hợp này là hai kiểu này là hai hai người bạn kiểu hàng xóm hoặc là hai hai người bạn kiểu cùng lớp thì là răng tay ôm vào nhau, có những phần chung nhưng có những phần riêng. Đấy, cái còn cái trường hợp mẹ con là trước đó là trường hợp hi hữu đặc biệt rồi. Đấy. Thế giờ chúng ta hết sức lưu ý để ý với trường hợp này. Thì có cái cách nhìn nó rất là nhanh cho cái trường hợp là 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 mối quan hệ giữa em và cái 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 cái, cái đứa bên cạnh bây giờ trong trường này là nó có cái cách nhìn nhanh lắm đây đây nhá em với đứa bạn bên cạnh này có phần chung có phần riêng em thì đi từ cột số âm 1 em đi một đoạn từ âm 1 đến 4 còn bạn em thì đi từ 2 đến 5 rõ ràng là chúng ta đã đi qua đời nhau bước qua đời nhau đúng không đó thì trong đầu đây theo kiểu là chúng ta là hai tập kiểu đóng mà kiểu đóng lại lồng lồng với nhau kiểu lồng đấy chưa tưởng tượng trong đầu đây là kiểu lồng được chưa kiểu lồng <laughs> đọc cho nó đúng nhá thầy đọc thế nào đọc đúng như thế đi đây là kiểu đóng đóng lồng lồng khái niệm này chỉ có thầy dạy thầy, thầy chính dạy thôi chứ người khác em đừng nói càng nói người ta càng không hiểu đâu được chưa? Nhiều cái á, à, là sự học thêm, mở rộng thêm kiến thức hoặc là sự quy ước giữa thầy trò chúng ta hiểu thôi, chứ không phải là đem ra cái gì cái cái thầy cô cũng không biết đâu. Được chưa? Nhớ đấy. Không không để bảo, không đôi khi phải có thêm một vài các cái riêng mới mẻ sáng tạo thì nó sẽ tạo được cái dễ hiểu hơn. Chứ các em đừng đừng có sợ là 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 không phải không phải làm một cái gì đó mới đâu nhá. Rất đơn giản, học với thầy có rất nhiều cái tưởng như mới Nhưng thực ra không phải là kiến thức mới Mà là cái dễ hiểu mới Nhớ chưa? Đó. Đây là tình trạng vừa đóng vừa lồng, được chưa? Vừa đóng vừa lồng. Lồng nhá, đọc cho nó đầy đủ chữ vào, đọc thiếu chữ phát vỡ mồm đấy, coi chừng. Đọc tiếng Việt là phải rõ ràng đầy đủ vào, học tiếng Việt không dễ đâu. Chưa, người nước ngoài còn đang sợ tiếng Việt bỏ bố kìa. Hôm trước thầy đọc trên báo có một cái bài tiếng Việt dành cho người tức là bài thi kiểm tra tiếng Việt dành cho người nước ngoài. Mà thấy có khi mình là người Việt Mình còn không đọc được Mình còn chưa phân biệt được hết ngữ pháp Việt Nam Đọc sở lắm <laughs> Được chưa? À, cái này nó uh, lồng với cái này uh, theo kiểu đóng đóng lồng lồng thế thì phần chung phần chung nào bạn nào thích vẽ ra thì vẽ thì chả bảo gì cả mỗi người một phép chả ai đã bảo gì nhưng mà nó nhìn ra nhanh lắm phần chung sẽ luôn là tình trạng chân trong chân ngoài có biết thế nào là chân bây giờ nhá em dang rộng em dang rộng chân còn không phải Em dang rộng tay đi cho nó dễ tưởng tượng Em dang rộng tay Thì bạn khác bạn ấy cũng dang rộng tay ôm lấy em Thế thì Nhưng mà nói dang chân nó dễ hiểu hơn Nói tay nó nó khó Cứ dang chân đi cho nó dễ Thế đây là tình trạng chân trong chân ngoài Phải là dang rộng chân Không thể nói dang rộng tay ở đây Chân thì nó mới, dễ hiểu được Được chưa Hai chân không tính lại Thầy ơi cái chân thứ ba Hai chân Mỗi người quý ước người ta hai chân thôi Này cấm 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 Không không có cái chân thứ ba nào ở đây cả cái chân thứ ba nào ở đây? Có hai chân. Mỗi người có hai chân. Cha bố mày mày thôi Cái chân thứ ba ở đâu ra đây? Được chưa? Hai chân. Đã bảo là hai chân. Cấm nói cái này. Ta, thầy đã bảo rồi không nói cái này người khác biết ai xem bài học thì mới biết được thôi kinh cái, cái nghiệm bài học còn ai không xem thôi kệ người ta cùng lắm mình cứ chia sẻ bài giảng cho người ta học nhưng không có nghĩa là đừng có nói cái này thầy cô biết thầy cô lại bảo là em lại bảo nhiều khi mình thì mình nghĩ đơn giản nhẹ nhàng dễ hiểu sáng tạo nhưng người khác nhiều người người ta lại không nghĩ thế người ta đôi khi người ta lại cứ phức tạp hóa vấn đề lên người ta lại cứ bảo là linh tinh này nọ thầy là thầy cứ kệ người ta miễn cứ thế nào dễ hiểu là được được chưa còn phải có nhiều phương pháp lưu ý là như thế kệ người ta nhé nói với cô <laughs> bây giờ cho nên tôi nói vui một chút nhá không sao bây giờ ra lớp anh chị lại bảo thưa cô thầy chính chúng em dạy là <laughs> bây giờ chúng ta cùng giang rộng chân tôi chết cô lại vả cho không trượt phát nào chết nguy hiểm lắm lại không trượt phát nào là chết lúc lẽ cái bài trước đi, mẹ sẽ tát cho không trượt phát nào ra bây giờ nói cái này với phát đừng có bảo là thầy xui nhé nguy hiểm đừng nói linh tinh đừng có bảo thầy được chưa chỉ có thầy nói thôi nhưng mà em có đây là tình trạng hai chúng ta để chúng ta cùng giang rộng chân đó thì phần chung sẽ là chân trong chân ngoài đây chân chân trong chân ngoài được chưa chân trong có hiểu thế nào là chúng mình ơi nói thế là hiểu rồi lớp 10 còn không hiểu nữa thì thôi thì, 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 thì tạo váy ngả nón phải hiểu, đúng chưa? Phải hiểu. Thầy ơi, Mr. bạn Mr. ăn hại, Răng rộng 3 chân. <laughs> Mày răng kiểu gì được ba chân? Được chưa? Nào. Bọn đứa nào thích vẽ trục ta thì vẽ, thầy không thích, chưa? Nào thích làm cái nào làm đúng là được. Chúng ta viết lại tập A và chúng ta sẽ viết lại tập B trước cho nó rõ ràng. Tập A là đoạn âm 1,4. Còn tập B là khoảng 25 và rất nhanh đây cái này cho nó đúng đi đã rất nhanh viết trình bày giống thầy nhá 10 luôn có hay bắt là phải vẽ các thứ ra đâu có kết quả thế là đơn giản nhẹ nhàng là ok chứ gì mà a giao b trước đi phần chung đi đây chân trong chân ngoài nhìn là biết này chân trong chân ngoài thế tức là chân trong chân ngoài đây này một cái là hai này chân trong của người trước, chân ngoài của người sau này, đó là 2 và 4, còn âm 1, âm 1 thì là thầy âm 1 và 5 chúng ta hay gọi là các cái gì nhỉ? Các cái biên, biên, biên nhỏ, biên lớn. Chân trong, chân ngoài, nghe cho là kỹ đi, đang học toán đấy. Đó. Ai học trực tiếp tôi mới biết được điều này thôi, còn bình thường là tôi không nói đâu, được chưa? Đây là đây là quý tôi mới nói thôi, được chưa? Chân trong, chân ngoài, số rất đơn giản, nói thế phát là 10 điểm luôn rồi. Từ 2 đến 4 Mọi thứ kết thúc từ đây Xong luôn hai tròn 4 vuông Chưa Mẹ tròn con vuông Giữ nguyên như thế mà tính Vẽ ra thì hổ gì nó Thế thôi Vẽ thử mà xem Tí nữa thì vẽ cho Bây giờ sang hợp nhá Hợp Hợp nhá Được chưa Hợp thì sao Được chưa Đang trong tình trạng vừa đóng vừa lồng Được chưa Hợp lại thì chúng ta lại không phải chân trong chân ngoài nữa đúng không chúng ta sẽ lấy cái vùng rộng nhất hợp là lụm hết cả hai đứa lại mà gom hết lại lụm hết lại gom lại thế thì lấy cho thầy, lấy cho thầy lấy cho thầy cái vùng rộng nhất giữa hai bọn chúng được chưa nhỉ tại vì bọn chúng lồng vào nhau thì lấy cái phần này là rộng nhất dây bọn chúng này được chưa ôm trọn luôn cả hai thế giới chúng mình lại với nhau đấy là sự hợp đúng không đó hợp lại đấy như vậy từ như hai chúng mình về một nhà bây giờ lại lấy được chưa biên nhỏ biên lớn biên nhỏ biên lớn được chưa biên nhỏ biên lớn âm 1 rộng nhất thì chẳng là biên còn cái quái gì nữa chẳng nhẽ là còn sai đúng không còn mấy cái ngoặc này mà đừng có sai nhé sai chỗ này thầy chịu được chưa được chưa à, các em nên nhớ là không có cái gì đây là dễ dễ trả qua là em một là học rồi hai là em học khá hơn các bạn một tí thì em lè là các bạn khác thôi mày cứ giảng được cho các bạn khác mà hiểu thì thì mày mới giỏi còn mấy cái bài đơn giản thầy ý, thì không sao nhưng mà với các bạn khác ấy phải làm như thế nào cho cái đứa mà nó ngu mà nó dốt quá mà nó vẫn hiểu được ấy đấy mới là thực sự là giỏi được chưa còn mày mà cứ chê dễ rồi mai kia chưa biết được đâu được chưa em cứ giảng được cho cái bạn bên cạnh mà nó có hiểu được bài đi đã được chưa cứ thế mà làm được chưa đấy cái này là cố gắng lên đấy mỗi người người ta lại có cái cách hiểu khác thì sao được chưa nghe cho kỹ cái quan trọng ở phương pháp ấy. đấy biên nhỏ biên lớn như vậy là chúng mình kết thúc sẽ còn a trừ b con riêng của a <laughs> thì dễ thôi cái này tưởng tượng trong đầu cũng biết theo lý thuyết lúc đầu thầy chính dạy con riêng của a thì chúng ta sẽ lấy toàn bộ tập a chúng ta trừ đi con chung Thế là xong Thế thì đây A đây Âm 1 đến 4 Chúng mình đã đẻ mấy đứa Được chưa đây Phần chung đây Con chúng mình đây Được chưa Trừ bỏ cái chỗ 2 4 đi Thế còn thừa gì Úi dồi tưởng tượng trong đầu nó cũng ra Bây giờ có mấy khi phải vẽ đâu Còn lại cái phần Âm 1 Cho đến gì Đến 2 Thì thôi Nhưng mà chỗ này lại có cái chú ý Đó là hai này phải để ngoặc vuông nhiều bạn bảo thưa thầy Sao cái chỗ này không để nguyên cái ngoặc đi mà nó lại phải đổi đi Em quên mất một điều đó là Con chung của chúng ta có mặt thằng 4 Nhưng lại không có mặt cái anh 2 Đúng không nhỉ? Không có mặt cậu 2 Mà chỉ có mặt cậu 4 thôi Thế thì cậu 2 vẫn còn sống nhăn này Cậu 2 chính là con riêng của A à. Cậu 2 này chính là con riêng của A à. Chỗ này phải đổi ngoặc nhá Đổi ngoặc đi Cái chỗ này đặc biệt một tí lưu ý Nào chỗ này có hiểu được không? Chỗ này xoay ngoặc thì cũng hơi ghê được chưa? Thầy ơi bao lâu thầy bán được 1 tỷ gói me ạ à? Mày có im không? Được chưa? Mày có tin là thầy tát cho mày không trượt phát nào không? Im! Được chưa? Để các bạn khác còn học Không nói nữa Được chưa? Im Rồi không có mè mới vừng mới lạc gì đây Im! Tập trung được học Được chưa? Tiếp tục Biên là biên giới đấy Đúng rồi Biên là biên giới Chính xác rồi đấy con Rồi tiếp tục nhá Thế B trừ A thì sao nhỉ? B trừ A Con riêng của B Lấy toàn bộ cái tập B Ta trừ đi phần con chung Là từ 2 đến 4 Chứ con thừa cái đó là từ 4 cho đến gì? Đến 5 Được chưa? Tại chỗ điểm biên Đổi biên Đổi biên đi ờ, Do cậu Do cậu Tư đi rồi Như vậy là Do cậu Tư đi rồi Như vậy chỉ còn như thế này thôi Có ai thắc mắc kết quả không? Có ai thắc mắc gì về kết quả không? Nào có thắc mắc gì kết quả không? Nào thầy đã đổi biên các em đã hiểu rồi chưa? Nghe kỹ đi. Đây, thầy xin nhắc lại một lần nữa thầy đánh hẳn. Bây giờ tôi phải đánh hẳn ngoặc vuông Tôi đổi ngoặc đi ở đây và đây, đây cho là thật chắc đi. Nào có ai thắc mắc gì không? That's ok that's right. Okay. Nào ok. <laughs> Học rồi cũng nghe lại cho thật kỹ đi. Được chưa? Chưa chắc đã làm đúng đâu. Tưởng ngồi đấy mà cười. Xong nhá, cố gắng lên rồi bây giờ ta đến nốt với cái chỗ phần bù nhé phần bù trong trường hợp nào là có phần bù toàn bộ cái tập lớn nhất là tập số thực chúng ta đang xét hiện tại đến bây giờ đúng không là tập r trong đó các cái tập ab này thì đều là con của r chuẩn chưa thế thì phần bù là cái gì phần bù bản chất cũng chỉ là phép hiệu của r gạch bỏ đi loại bỏ đi cái tập a này mà thôi phần bù chính là cái phần thầy tô đỏ đó hiểu không thì bản chất cũng chỉ là phép hiệu nhưng trong trường hợp chúng có mối quan hệ mẹ con còn mọi khi chúng có mối quan hệ kiểu uh, kiểu là bạn phòng bên là đấy lại khác mọi khi là chúng quan hệ là bạn phòng bên còn đây là quan hệ mẹ con thì thì nói ngắn gọn thực ra đây là cra thì chính là r chữ a là nghe kỹ chưa? Phần bù của a nằm trong r. Phần bù là phần uh, cái phần uh, Trả qua nó nó chính là cái phần phần lòng trắng trứng này mà thôi. Nếu hiểu theo cái khái niệm của thầy rất dễ hiểu. Tức là trừ bỏ cái nhân cái nhân lòng đỏ này đi, thì chúng ta sẽ còn lại là cái phần lòng trắng trứng này thế này. Đấy, nói thế này à, thầy nói thật đấy bố mẹ em cũng hiểu luôn đấy. Được chưa? chưa chắc là em em thì hiểu hay không thầy không biết nhưng mà thầy tin chắc chắn là bố mẹ em hiểu. Đấy, được chưa? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta lấy toàn bộ tập giờ ta loại bỏ đi cái bọn từ âm 1 đến 4, đố em biết còn thừa cái gì. Bạn nào thích trong trường này vẽ ra thì cũng được. Đây. À, lấy toàn bộ thế giới này, được chưa? Chúng ta gạch bỏ đi cái nhà này thì chúng ta sẽ còn Hai thế giới hai bên vẫn còn sống nguyên Những ai còn sống Hai thế giới hai bên vẫn còn sống Thế giới người âm vẫn còn và thế giới người dương vẫn còn Nhà em kể cả có vẫn còn Nhà em nhá sống hay không không biết Nhưng hai thế giới hai bên kiểu gì vẫn đang sống Có đấy Thế giới người dương vẫn đang sống Thế giới người âm bên cạnh vẫn đang sống Không có thế giới nào là chết đâu là còn nhà em không biết là 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 còn sống hay không thôi thầy không biết nhưng mà hai bên xung quanh nó còn sống hết được chưa vậy chúng ta sẽ gạch toàn bộ cái phần này của nhà em đi thì chúng ta sẽ còn âm vô cùng cho đến âm 1 đổi biên hợp với phần còn lại đó là bốn dương vô cùng như vậy xin nhắc lại khi thực hiện phép toán hiệu này các em kể cả phần bù thì bản chất vẫn là hiệu thôi thì các em nhớ đổi ngoặc đi nhớ chưa đổi ngoặc đi xem ai còn sống ai chết rồi người sống thì thành chết và người chết thì thành sống để đổi chỗ ý đi Nhớ chưa? <laughs> Thầy ơi sai ngoặc ạ, à, bốn 4 năm Làm gì có cái chuyện sai nhở Khổ quá lại thắc mắc chỗ này Đấy, nhiều khi đi dạy mà cứ phải giải thích đi, giải thích lại Hai cái chỗ tôi tô đỏ chỗ này Một lần nữa hỏi lại xem có hiểu không? Sai ngoặc ạ, à, bốn 4 năm Bạn Bùi Long có hỏi Sao lại sai được khổ quá? Điều một tôi luôn đúng Điều hai nếu ai cảm thấy sai Quay lại điều thứ nhất Nhá, được chưa? Vơ vẩn, sai là sai thế nào? vâng đây cùng lắm chỉ thử thôi chứ chưa bao giờ sai nhé được chưa không sai à, ừ nhỉ tôi chỉ thử tí thôi à, lúc nãy tôi biết đúng rồi mà nhỉ à, sao chỗ này nó lại là một vuông nhỉ rõ ràng là à, lấy tập a gạch bỏ đi cái bọn 2 đến 4 lúc nãy 4 nó còn sống thế là nó đi theo cái này rồi phần còn lại 4 chết rồi đúng không 4 chết chưa ấy nhỉ chết rồi 4 nó chết rồi khổ quá bốn lớn chết rồi không nhìn đi cho à chưa thế chỉ thử tí thôi chưa đấy cái chỗ quan trọng ý nhá nhiều khi nhá chính những chỗ quan trọng tôi sẽ thử các em phải để ý vào được chưa đấy thấy không thế nó mới nhớ lâu được được chưa chứ nhiều bạn mà đôi khi mà tư duy cứ trẻ con quá lúc nào cũng chỉ soi mói rồi nhìn lỗi của người khác rồi bảo ôi rồi ôi hơi một tí lại cứ bảo là thầy uh, thầy ơi sai chỗ nọ sai chỗ kia uh, cũng đúng thôi Uh, thực ra là các em uh, chỉ ra được như thế là thầy rất mừng. Tại vì rất tiến bộ, như thế là rõ ràng là em có học. Còn bạn nào không có học là biết ngay, nhớ chưa? Đó. Thầy cảm ơn và chúc mừng, được chưa? Chúc mừng, được chưa? Chúc mừng. Nào xem đúng hết chưa? Đúng hết chưa? Có ai thắc mắc gì không? Đúng hết chưa? Đúng hết chưa? Rồi, tôi tiếp tục quay trở lại. Rồi chỗ này tôi đã đổi ngoặc rồi và tiếp tục CRB thì bản chất nó cũng chính là toàn bộ tập giờ trừ đi B. Thế thôi, có cái gì đâu. Bây giờ, cái tập B kia, chúng ta tương tự âm vô cùng đến 2, đổi ngoặc 5 dương vô cùng. Mọi thứ kết thúc từ đây. Nếu có một cái thôi, đây hợp cả hai cái lại, thôi, ok, xong. Rồi, như vậy là, riêng cái phần hiệu này thì em lưu ý thêm một chút, đó là chỉ cần lấy toàn bộ thế giới này em gạch bỏ đi cái phần nào, đấy còn sống thì gạch đi cho nó chết hẳn đi lấy các phần còn lại có bao nhiêu hợp lại hết còn phần giao phần hợp thì thầy cũng đã nói cho em các cái chỗ cần nhớ rồi tất nhiên ai thông minh thì không có gì để nói nhưng mà tất nhiên là cũng phải có thêm nhiều các cách khác để nhớ hay hơn được chưa kết thúc từ đây Ủa, có hiểu được không em nhỉ cố gắng làm nhé bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự một ví dụ khác nhé bây giờ làm nhanh hơn nhé được chưa bây giờ tôi làm nhanh luôn đây này Bây giờ ai mà không làm nhanh được thì coi như là 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 có vấn đề đấy nhá. Bây giờ thầy cho tập A. Bây giờ thầy viết hộ cho luôn. Tập A. Bây giờ mình chơi cái trò là nửa khoảng đi. Cho nó vui. À, một cho đến uh, chín. Được chưa? B khoảng này. Đây. Vuông nửa khoảng ở đây. À, không cho đến năm. Rồi, đây chơi trò này. Em ghi đề bài như trên. Đề bài như trên và hãy làm thật nhanh. Đề bài như trên, đi ví dụ 3 là có làm được không nào? Chuẩn bị làm luôn cho thầy ví dụ khác luôn đi, thầy viết đề bài trước, bài khác luôn. Thầy sẽ viết trước luôn. À, ví dụ 4. Đây vẫn là đóng đóng lồng lồng. Được chưa? Bây giờ nếu mà đóng lại mẹ con thì nó càng cái trường hợp mẹ con không xét nữa, trường hợp mẹ con nên đơn giản rồi. Có ai bảo là sai gì không chả ai sai gì bảo thầy nhá, thầy trả lời không phải lo. Sai gì tôi sửa cho không phải lo không chết được đâu, được chưa? Yên tâm. Nói chung ấy, luôn nghĩ tích cực. Sai thì sửa, chữa thì đẻ. Không việc gì phải sợ kem em nhé. Hết sức thoải mái, bình tĩnh. Có thế mới học được suốt ngày lo lắng đăm chiêu hoặc là hơi một tí là, là 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 giận nhau cãi nhau rồi hơi một tí là suốt ngày chỉ có đợi tức là nói chung là cố gắng hạn chế nhất có thể luôn luôn thoải mái mọi thứ không để lẫn hết các các cảm xúc khác vào không không ổn được chưa được chưa đấy cứ làm ví dụ ba đi thầy xóa bên kia được chưa Xong nhá. thầy chép trước ví dụ 4 ra bên này. Cái tình trạng mà nếu như mà hai tập mà đóng nhưng người ta không cho lồng thì ít lắm, thường người ta sẽ cho lồng. Còn không lồng thì nhìn là biết nghe là giao nhau bằng rỗng thì trường hợp ý theo kiểu là hàng xóm rồi thì lại không có gì để nói. Trường hợp ý chúng ta sẽ bỏ qua. Trường hợp có vô cực nhé. À, âm vô cực. Âm vô cực đến 3B à, một dương vô cực đây đây là tình trạng mở mở lồng lồng được chưa mở lồng nhỉ được chưa hình như đang có cái bài hát gì chim quý trong lồng này, <laughs> bây giờ nhiều cái bài buồn cười nhỉ mở lồng thế là chim em mất <laughs> chết mắt nửa đêm cười như như điên này được chưa có cái bài gì ấy nhỉ? Này thầy có bảo liệt kê đâu, đây đã đang học các cái tập này tập số thực. Sao lại ngồi sau kê ra từng điểm thế này? giỏi ơi, bố mày. Bây giờ mày ngồi kể ra từ 1 đến 9 à? Tao bảo mày kể à? Ôi, học với anh. Các cái số thực ai người ta chơi liệt kê, chỉ có số tự nhiên với số nguyên nó mới chơi sau kê chứ số thực ngồi bao biết bao nhiêu mà ngồi kê. Ờ, thực ra kê ra thì đấy chỉ là em tưởng tưởng tượng tương đối thôi, không không sao kê ở đây nhá. <laughs> sau kê đủ đau đầu rồi sợ lắm được chưa đề bài như trên nhá nhớ là đề bài thực hiện các bạn như trên giờ còn sau kê nữa mấy giờ sau kê mệt quá rồi không mẹ không thấy đủ đau đầu à nào đấy được chưa với bài này đóng lồng cái bài kia tí nữa là mở lồng còn thông thường là các bài nó phải lồng chứ nếu mà nó lại rời rẽ không lồng thì cái trò bị ít xảy ra lắm. không lồng thì người ta không biết khi người ta hỏi cả nhớ là như thế <laughs> Bắt đầu chúng ta thực hiện bài số 3 Rồi chúng ta có lời giải luôn Nào các em cùng để ý nhé Đơn giản Nào Đây là tình trạng Cùng lắm người ta cho mẹ con thôi. Ở đây không ở đây không ai mẹ con ở đây cả Đây đang lồng Đây là đóng đóng lồng lồng Được chưa Tiếp tục A Giao B đã gọi là lồng rồi thì kiểu gì phải có phần chung chứ nó mà không lồng nghe thì tôi đã biết ngay rồi tình trạng ý thì thi thì hỏi nào. không lồng thì hỏi làm gì chứ thi cho nó mệt chân trong chân ngoài từ ở bao nhiêu lam à, từ khư, không đi loại bỏ hai biên đi biên nhỏ biên lớn đây từ không à đâu nhầm từ uh, biên nhỏ là không biên lớn là 9 rồi đây từ 1 đến 5 u rồi ôi dễ quá 1 đến 5 rất đơn giản. Xong. A hợp B biên nhỏ biên lớn 1 5 Ơ ừ, từ từ có cái gì đang sai sai ở đây. Được chưa? 1 đến 5. À nhầm biên lớn 9 quên lại thử. <laughs> Được chưa? À không không chứ nhỉ? Khổ quá. Được chưa? Rồi ok, đấy kết quả đấy, quên mất để viết luôn lại phần trên. Rồi, 0 đến 9. Xong chuẩn 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 ok 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 a a trừ b b trừ a c r a c r b rất nhanh và nguy hiểm a trừ b đấy em cứ nhớ được luôn mấy cái của thầy nhá nhanh lắm a trừ b con riêng của a con riêng của a con chung một năm ôi rồi con riêng năm chín đổi ngoặc rất đơn giản B A còn riêng của B 05 à 15 01 dễ 01 01 CRA nhà mình còn sống từ đời thứ nhất đến đời thứ 9. Nhà mình có 9, thực ra là nhà mình còn vô số người còn đang sống cơ, chứ phải nói 9 người đâu nhé, nói 9 người là sai đấy. Nhà mình nhà từ đời thứ nhất đến đời thứ chín chưa thế giới người âm đây thực ra nói tương đối thôi nhá thế giới phía bên kia đi cho nó dễ thế giới phía bên kia thế giới người âm vẫn còn hợp tiếp với thế giới người dương đâu rồi đây rồi sao ok tương tự b thế giới người âm đây này ngoặc tròn đây này hợp với Năm dương vô cùng rồi cho tôi cho, cho thầy hiểu là cho thầy hỏi là mọi người có ra hết kết quả thế này không nhỉ mọi người có ra hết kết quả thế này nhỉ có, có, có sai sót gì không cần sửa gì không đấy vì khó khi biết làm rồi à phát mốt phút mốt phút mốt phút mốt rất đơn giản phút mốt bọn nó mà cứ ngồi loay hoay thích vẽ thì vẽ vẽ thì học thêm cái khác nữa nhỉ vẽ cũng thế thôi vẽ ra thì đằng nào vẫn phải hiểu như nhau không khác gì đâu chẳng nhẽ có chẳng nhẽ có cái điểm khác à vẽ nữa. thế thôi không khác gì bạn nào thích vẽ thì vẽ ra nhé thầy hướng dẫn rồi nào rát uh, ok bài này được chưa <laughs> có ai thắc mắc gì chỗ này không được chưa đúng hết rồi chứ ừ, giỏi lắm khuyên trang được chưa giống chưa ok đấy thấy không bảo rồi mà được chưa kinh nghiệm rồi chứ không phải lo được chưa <laughs> kiến thức ấy, thì nó chỉ ít thôi nhưng mà phương pháp là có rất nhiều Đấy chưa? Quan trọng là phải đúng người đúng thời điểm mà học, được chưa? Cố gắng lên. Mày mày kia mày cứ phải hiểu bài mày cứ phải 10 điểm thì mày mới tin thầy. Mày mà chưa được 10 mày chưa chắc tin thầy được. Mày cứ khi nào mày 10 phát mày tin thầy ngay. Được chưa? Sao lại không hiểu câu cuối? rồi Nào, rồi đánh mặt lên hỏi cái bạn ở trên đấy bạn hỏi hết, bạn hiểu hết. Ừ. Bạn ở trên bạn hiểu hết, được chưa? Hỏi đi. Nào câu này đi Cái này là uh, Tập này cái kiểu uh, mở mở đúng không Mở lông à <laughs> Mở chẳng nhát lại không lông Ít khi trường hợp ý xảy ra Đây trường hợp mở lông đúng không Thì nên mở lông ra thì chim bay mất <laughs> Đây là bài Mở lông Được chưa Mở lông nghĩa phải mở lông Chim bay mất Được chưa nhỉ Bây giờ đang có cái bài bạn đang có cái bài gì chim quý trong lâu số Thực ra là thầy chưa nghe thì không không biết cái mặt ngang mũi dọc của cái bài thế nào Chỉ biết là của uh, Cái cây IPM này Biết thế thôi Nghe thì bọn nó bảo thế thì biết thế thôi. Còn đâu uh, còn, 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 đâu bài thế nào thì cũng chưa nghe bây giờ Được chưa Nhưng mà cái bạn nào mà nó bật bài đó thì em, em có nghe lại em bảo là mở lòng chim em mất và thầy chính bảo thế Được chưa Rồi Thầy hiện các phép toán Được chưa rất nhanh được chưa rất nguy hiểm ta có như sau a giao b chân trong chân ngoài xong một ba a hợp b biên nhỏ biên lớn cái này chính là gì r hai người này hợp lại toàn bộ thế giới người âm và thế giới người dương hợp lại ra toàn thế giới luôn đây là toàn vũ trụ ui chứ được chưa chắc thế rồi <laughs> a trừ b à, rồi a sống ở thế giới người âm con chó còn sống ba đời như vậy là các cụ sống ở đời thứ đến 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 thứ nhất thôi em mà hiểu theo kiểu của thầy sẽ thấy thấy rất hợp lý không có cái gì là vớ vẩn cả nhiều bạn chỉ có cái gì mà nó cố tình nó không hiểu hoặc là nó nó chê hoặc là nó rốt hoặc là gì đó cơ thì nó sẽ không hiểu và không hiểu thì mãi mãi nó chỉ hiểu thêm một kiểu của nó Thì luôn luôn nó chỉ điểm kém là đúng rồi. Nhiều bạn á, nó không tiếp thu được phù hợp với từng kiến thức Thầy nói thì rất là, đấy em hiểu thì em sẽ thấy nó rất là hay, rất đơn giản à? Nhưng mà những đứa nào không hiểu thì nó cứ bảo là linh tinh, vớ vẩn Nó bảo là uh, những cái ý thầy không bao giờ nghe <laughs> Được chưa? Mình á, mà làm dâu chăm họ rồi cái gì mình cũng nghe kiểu ý thì có mà, 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 mà chép Được chưa? em cứ học đi, mày so mèo cứ mười ấy, thì thì mày mới thấy nó hiệu nghiệm được chưa? <laughs> kệ nó, được chưa? Đứa nào mà không nghe kệ đấy là việc của người ta. <laughs> à, như vậy là cái, cái 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 thế giới người âm này nó, nó, nó gạch bỏ đây nhà mình còn sống ba đời, các cụ sống cả đời thứ nhất đúng rồi, không thể sai đâu được. Các cụ, còn... như vậy là uh, nhà mình các cụ vẫn còn chứ? các cụ vẫn còn chứ à thế thì thế giới người âm này chỗ này sẽ chiêu vào các cụ rồi tôi nói chiều chuẩn rồi chưa bao giờ tôi nói mấy khi sai đâu yên tâm được chưa tiếp tục nhá đây chỗ này sống mà đi chỗ này thì chết rồi ở à, đây, đâu chỗ này chưa chết chưa chết rồi tiếp tục b trừ a à, b trừ a là toàn bộ tập b này thế giới người dương này bỏ đi nhà mình xem những người còn lại đây còn, còn nguyên cậu ba đúng không cậu ba vẫn còn nguyên này cậu ba đúng không nhưng có cậu ba không đó tiếp tục CRA sắp hết rồi các em cố gắng lên Đặc biệt là thầy chỉ làm một bài mẫu thôi đấy nhá đây làm mấy bài liền rồi cố gắng đi uhm, toàn bộ tập A trừ bỏ thế giới này đây vậy còn thế xem nó ra giống cái này đấy nhỉ <laughs> rồi đúng rồi không? không thể sai được rồi. Ba dương vô cùng. Ơ à, sao cái này giống nhau thế nhỉ? Ba dương vô cùng và CRB âm vô cùng đến một. Các em kiểm tra lại giúp thầy với xem hộ thầy xem có cái gì sai không? <laughs> nhìn nhìn hộ thầy với. Lại sai ngoặc à? Trời đất ơi má ơi dĩ trời. gì trời. Nó giữ chỗ sai ngoặc. Trời ơi má ơi gì trời. Đúng rồi mà Đúng chưa? Đứa nào ở sai đây? Thầy lại vải ra không trượt phát nào giờ vỡ hở vẩn Được chưa? Này nhớ Nếu bạn mà không thể xem bài hộ cho người khác Mời bạn tự động im hộ thầy nhé Vỡ hở vẩn Được chưa? Nếu không sống tử tế xin hãy tử vong Được chưa? Coi chừng nhé Được chưa? Vừa phải thôi không thấy cái câu này bọn trên mạng mọi người nói à? Được chưa? Trời ơi, vừa phải thôi nha, được chưa? <laughs> sao không sao được rồi vớ Mày không chơi thử ở đây nhé Làm được không Hết chưa nhỉ Ôi thôi nghỉ thôi Thực ra còn một số cái bài Về tham số Nhưng mà cái bài thầy dạy trên khóa học thì có thôi Còn trên này có thể chưa có Nhưng mà cái phần đó nói Không biết nhiều bạn có hiểu được không Cái phần chứa tham số ấy bạn nào thích học thêm thì học thôi bạn nào thích học thêm cái phần tham số không cái phần đó ở trên khóa học thì sẽ có còn trên này thì thầy không có nhiều thời gian thì hướng dẫn phần đó các em có thể tìm hiểu thêm nhé phần chứa tham số thì có thể có một hai câu trắc nghiệm gì đó cái đó thì không khó đâu tìm tham số m để cho bọn chúng giao nhau bằng rỗng rồi giao nhau khác rỗng kiểu ý nhưng mà cái ý dành cho các bạn tìm hiểu thêm Tôi sẽ không dạy hết sạch đâu Được chưa? Nếu mà hết sạch các 12 giờ đêm tôi trả về được đến nhà Về lắm Được chưa? Các cái phần căn bản này đi đã Để hiểu tốt đi đã Còn bạn nào xem đầy đủ chi tiết Các em có thể lên bài giảng ở trên tuyển sinh 247.com giúp thầy nhé được chưa? Không là nhiều kiến thức làm Em này em học bao nhiêu thời gian cả tuần cả tháng Thầy chỉ tổng kết ôn lại cho một vài buổi quan trọng thôi Được chưa? Nên không có nhiều thời gian để mà hướng dẫn tắt được mà nếu như cái gì cũng nói toàn bộ các, Tất cả các phần nâng cao thì chưa chắc cái phần cơ bản các bạn khác đã hiểu Thế nên là ai mà muốn uh, Chi tiết thêm Muốn uh, chín mười hẳn các thứ Thì chúng ta sẽ học hẳn trên khóa học giúp thầy Được không? Đó, nhớ nhé Được không? <laughs> nó không khó đâu, thầy nghĩ nó không khó đâu mấy bài đó ngoài ra nếu mà trắc nghiệm còn có thể là em cũng có thể là tương đối thì em cũng có thể nhìn qua các đáp án thì thay vào nó cũng được cũng đấy nó cũng là một cách thế nhưng mà tại nếu có thời gian thì uh, khi nào mà kem thi giữa kỳ hiểu không khi nào kem thi giữa kỳ hẳn tại vì nó cũng chỉ có cái phần đó nó chỉ chiếm một cái phần uh, nửa điểm gì đó một hai câu con con thôi còn hầu hết các bài toán thì đều hiểu theo lý đúng lý thuyết bản chất hiểu nhanh như thế được Xem lại một lần nữa giúp thầy xem có bị nhầm lẫn sai chỗ nào không? Sai thì sửa giúp thầy nhé Tại vì trong lúc bối rối sơ suất Nếu mà không tránh khỏi Tức là trong lúc bối rối Không tránh khỏi sơ suất Xin phép được lượng thứ đó Nếu như mà nhỡ mà có nhầm sai sót chỗ nào Thì, thì tự sửa và tự rút kinh nghiệm Chứ đừng nói lời cay đắng Thế nhé, nhớ chưa? Rồi, xin chân thành cảm ơn Được không? Thầy ơi, lớp em bắt đầu học đến hàm số rồi và em cảm thấy khó hiểu lắm. Cái hàm số chính ra về sau mới là quan trọng. Các em nên nhớ trong đại số sắp tới thì chương 2 và chương 3 là chương cực kỳ quan trọng của đại số nằm lên tảng lớp 10. Đó là chương hàm số và chương phương trình. Sắp tới các chương ấy mới quan trọng. Chương này chính ra chưa phải là là là, là nguy hiểm nhất đâu. Các chương sau thì nó mới đa dạng bài, nó mới có nhiều thứ để học. Đấy, có cái này à, mà không hiểu được nữa là có vấn đề lắm đấy nhá các chương sau nó mới 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 mới, mới khó hơn. Các chương sau mới nhiều dạng bài hơn sợ nữa. Chưa có thế này ăn thua gì. Thầy có dạy hình không? Ừ, thầy đang dự kiến là thực ra là tuần trước là lớp 10 này thì thầy sẽ like tuần trước ấy là thầy like vào tối thứ tư lần trước nhưng mà tại vì thầy cũng không có nhiều thời gian buổi tối để đi dạy thế nên là lần trước tối thứ tư thầy lại dạy liền cả 10 11 nhưng mà do nó chiếm nhiều thời gian thế nên là các anh chị lớp 11 nhỡ các anh chị lại 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 lại, 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 lại tị <laughs> lại tị lại bảo là, là, là thầy lại yêu quý các em lớp 10 thôi thầy nói thế kia thôi thầy nên là thầy phải dạy lớp mười 10 trước thì chúng ta sẽ học vào tối thứ hai đi, đấy tối đầu tuần luôn cho nó nóng. Và lớp 11 thầy dành thời gian tối thứ tư. Thầy đang dự kiến xếp lịch. Ờ, lớp 11, lớp 12 các anh chị thực ra là do các anh chị lớp 12 còn phải tự học được nữa cơ, đấy là quen với áp lực rồi. Thì thầy sẽ cố gắng thầy 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 sắp tới thầy sẽ dạy. Được chưa? Nhưng mà 10 với 11 này còn nhiều cái bỡ ngỡ với mới lắm nhiều khi mà cũng không hay dạy cho đâu nhiều khi lớp 10 với một của các em ấy nó cũng có nhiều cái trường hợp xảy ra nhiều khi mà ít người xem là một này ví dụ thế hoặc là đôi khi lại nhiều trẻ trâu quá hai là hai này nhiều spam pa mới vân vân nhiều khi làm cho người khác người ta nhỡ người ta không muốn dạy đấy chẳng hạn đây vân vân thấy chưa đấy kiểu như thế đấy, thế nên là không, không, mà cũng chưa chắc 10 với 11 nhiều người dạy được đâu không dễ đâu đó thế nên là thầy còn phải ưu tiên ưu ái các em lắm đấy thì thầy mới dạy đấy chứ không thể chả dạy đâu Sao tới đang dự kiến nhé Là sẽ dạy Thầy đang dự kiến tuần này là Thầy sẽ dạy vào tối thứ 5 Của toán 12 Nhưng đây đang là dự kiến đây nhé Một số tuần đầu tiên thì nó có thể là Về sau có thể thay đổi Nhưng mà dự kiến là lịch sẽ thế này Tối 245 20h30 hoặc là 21 giờ trở đi nhé Thường là từ tầm này trở đi Được quá 21 giờ rồi thì thôi Được <laughs> chưa? Đấy, nếu như mà không có gì nguy hiểm mà không thời tiết nó không mưa gió mà, mà thầy vẫn có khỏe hôm nào thì thầy vẫn sẽ dạy cho hôm đó. Ok không? Từ đã chả có ai mà người ta bây giờ ngồi đi dạy cho các anh các chị đâu đấy nhá, được chưa? Đây là đang dự kiến hàng tuần. Còn các khóa học của thầy lên trên tuyển sinh có hết đầy đủ nhá. Được chưa? Khóa toán lớp 10, lớp 11, lớp 12 đều có đầy đủ. Đặc biệt là khóa lớp 12 thì có những 3 khóa ba trong một luôn đó đầy đủ bao chọn gói đến lúc mà ôn thi cả luyện đề và tổng ôn luyện thi cộng luyện đề cộng tổng ôn đều có đầy đủ 3 trong một còn lớp 10, lớp 11 thì đều có đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao có hết rồi trên này là combo đủ hết rồi đây là đang dự kiến lịch live like và đây là lịch lịch live like dự kiến đấy thông qua video lớp 10 này các anh chị lớp 11, 12 sắp tới thì sẽ thông báo không phải lo nhưng mà nói chung là đầu tuần này thì do một vài cái đầu năm thì nên là có thể nó cũng chưa được cố định hẳn nhưng sau về sau thì sẽ cố định thầy sẽ thông báo được chưa thầy ơi em không có tiền học khóa ui rồi thầy nói thật chà bố mày cố gắng mới đầu tư mà học ngày xưa em cứ hỏi các anh chị đi đằng trước ngay cả thầy mày ấy này ai chả biết là vất vả khó khăn thì có ai là không tình trạng chung thì là thế nhưng mà phải biết được cái hiệu quả em không biết tính thì thôi em có chuyện gì em cứ nói thẳng với bố mẹ là tốt nhất em đừng có tự suy nghĩ nhiều khi em lại cứ nghĩ là em thương bố mẹ thì em em lại cứ em không tức là em sợ không có tiền không học nhưng mà chính ra như thế không phải là thương bố mẹ đâu bố mẹ là sẵn sàng bố mẹ nào thế ngay cả bố mẹ thầy em không hiểu rồi đấy là bé là trẻ con không biết thôi bố mẹ là luôn luôn sẵn sàng đầu tư mọi thứ miễn là hợp lý và hiệu quả nhớ là như thế hiểu không chứ không ai tiếc con cái cái gì cả nên nhớ là như thế em uh, uh, uống uh, ăn cái gì hoặc là uống vài cốc trà sữa thì gần vài trăm bạc nó cũng hết hoặc mua một bộ quần áo uống vài cốc trà sữa thì cũng hết mấy trăm bạc ý thôi thì gom nó lại để mà có một khóa học thì có hàng trăm bài giảng thì nó sẽ mua được kiến thức mua được cả tương lai về sau nó sẽ tạo ra nhiều cốc trà sữa, nhiều bộ quần áo, xây được nhiều ngôi nhà cho bố mẹ. Ngốc ạ, không biết đường mà tính, được chưa? Chả có bố mẹ nào tiếc con vài trăm bạc để học khóa học cả, đặc biệt là nếu nó hợp lý và hiệu quả. Hợp lý là vì uh, giá của khóa học gần như là rẻ và thấp nhất so với tất cả các trang học. Đấy là điều thứ nhất thầy khẳng định. Nhưng số lượng bài giảng lại gần như là nhiều và đa dạng đầy đủ gần như lại là gần như nhất của các trang học cứ tìm hiểu đi thì viết thầy thầy không bao giờ thầy có mấy khi bây giờ thầy, thầy cũng là người đi học đi dạy rồi thầy viết thầy cũng đã từng thấy thì thầy đánh giá trên cơ sở của thầy không biết là các anh chị đi trước thì thấy nào nhưng mà với thầy thì các em lớp 10, lớp 11 một thì em cái lớp dưới thì em nên học các khóa học này của thầy đó và đặc biệt bây giờ trong tình hình dịch thì nó lại càng phù hợp hơn bao giờ hết. Vì nó sẽ tiết kiệm chi phí đi lại không phải đến trường, lại an toàn, không phải tiếp xúc rồi không phải chen lấn rồi rồi không phải vất vả thời gian công sức nhiều. Học ở nhà có mạng một cái, có máy tính hoặc điện thoại cùng lại thông minh một tí là ok. Thì chỉ cần chịu khó xem đi xem lại một chút thì là được số lượng một bài này em được xem những trong 20 ngày khác nhau một ngày xem bao nhiêu lần cũng được mà có ai là học hết lượt xem đâu xem thoải mái được chưa thế nên là hầu như thầy thấy là mà học được cái nhớ em nên nhớ là người ta bố mẹ sợ nhất là mất tiền mà không hiệu quả cơ thì đấy mới là điều nguy hiểm còn học mà vừa vui vừa dễ hiểu vừa điểm cao cha có bố mẹ nào không cho con học cả Thế nên tôi mới khuyên bảo là sắp tới ai anh chị nào mà có con cái có cháu kể cả ra trường rồi đẻ con cứ mời lên đây tôi dạy hết không phải lo. Tôi còn nếu mà thầy còn dạy được thầy dạy tiếp. Nhiều bạn kể cả sinh viên các thứ giờ nó ra trường rồi vẫn học bài của thầy đầy. Không khéo mai kia nó ra trường trông nó còn dán cả thầy. Nhiều khi mà thầy đứng bên cạnh học sinh với sinh viên của thầy mà, mà thầy thấy bọn nó còn không khéo nó còn già hơn cả thầy rồi bây giờ nó nhanh lắm chuẩn bị mấy mà xong là nó nhanh lắm nó nó, 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 ra trường một cái xong không khéo là nó không khéo là còn cưới sớm nó còn đẻ con nó còn to hơn cả thầy ông nhầm nó còn to hơn cả con thầy ví dụ thế đấy to hơn cả, cả con cháu các em đấy cứ bảo bọn nó cứ học đi mà thoải mái cứ có anh chị nào cứ có con có cháu gì bố mẹ cứ bảo đi có thứ cố mà học được chưa cứ phải học cứ trải nghiệm thì mới biết được còn nếu mà cứ sợ mới cứ nếu mà cứ hơi một tí mà cứ cứ nghĩ là có các cái tức là lại cứ để cho các cái khác này cứ nghĩ là khó khăn không học được thôi em chỉ xem vài bài giảng trên YouTube cho gọi là cho nó có cho nó vui thôi thì cũng được đấy nhưng mà nó 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 không thực sự để nó không thực sự khoa học đến đầu đến đuôi rồi thầy thấy một cái khóa học này có 599.000 có cái gì đâu <laughs> em mà học em mà học đi học lại nhá rồi về sau em còn tốn rất nhiều chi phí khác nữa cơ tôi nói thật với các em rồi về sau tốn hàng chục triệu đồng chưa biết được đâu tôi nói với các em một vài các cái vấn đề khác thầy nói nhỏ với các em một chút các em có biết được rằng là khi mà các em mà thi vào đâu đó mà chỉ cần thiếu có một phần tư điểm ấy là em biết là cái đó là tiếc bao nhiêu tiền không? Được chưa? Rồi em biết là về sau Uh, về sau bằng cấp rồi còn phải ra trường được rồi còn xin việc làm mày hỏi bố mẹ xem nó hàng mấy trăm triệu hay là nó mấy tỷ rồi hay là nó cỡ hàng gì hỏi đi hỏi cỡ hàng gì được chưa được chưa mày cứ hỏi đi xem nó có gấp bằng bao nhiêu trăm bao nhiêu triệu lần không được chưa đấy thì nên là với điều kiện chăm chỉ quyết tâm được chưa và gọi là gì ấy nhỉ học có bài bản khoa học đàng hoàng được chưa theo các khoa học các thứ, của thầy thì mới là thực sự hiệu quả còn nếu như bố mẹ thấy tốt và bảo cho mình học mà mình lại cứ lười mà mình không chịu học thì thôi thì người ta gọi là tiền vất ruộng dạ ừ, cá không ăn muối cá ươn thì còn nói học làm gì những cái đứa thì thôi kệ nó để còn thầy còn khuyên gì nữa được chưa nhưng mà bình thường này thầy khuyên các em từ lớp 10 này thì các em nên chịu khó nhất bạn nào mà 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 chăm chỉ một tí thì cố gắng xem nhiều thì về sau sắp tới lớp 10 thầy sẽ cố gắng thầy dạy cho càng nhiều được chưa thì cố gắng em càng thích học thì về sau thầy càng dạy nhiều yên tâm được chưa thầy hứa rồi yên tâm về sau kể cả đến lượt con em thầy cũng dạy không phải lo được chưa tôi còn đây mà em cứ học đi rồi về sau em cứ đẻ đi đẻ thoải mái được chưa bảo mấy cái bạn mà chuẩn bị sắp tới ra trường đi được chưa được chưa cứ học đi cứ thoải mái cứ cứ đẻ thoải mái về sau tôi dạy hết không không sợ ai đâu cả tôi dạy hết được chưa thầy là người đi trước rồi đây này thầy ơi thầy nói đúng quá em nhiều bạn còn trẻ con mà thầy thì thầy cũng trả nhận là mình tài giỏi thế nào nhưng mà cái gì người lớn đi đằng trước bao giờ người ta cũng sẽ có kinh nghiệm người ta sẽ khuyên tôi là thầy của các em tôi phải luôn luôn cố gắng nhiệt huyết nhất có thể luôn dành những điều tốt đẹp với các em chẳng nhẽ là tôi để, để khuyên các em đi vào cái chỗ chết rồi dở hơi được chưa đó hơn bao giờ hết Thầy thì không biết là các thầy cô khác của em như thế nào Người ta dạy có hiểu không, có tâm không, có gì thầy không biết nhiều bao nhiêu đời nay học sinh nhiều Thì cũng người ta cũng đã tiến bộ, người ta cũng học tốt rồi Chả có ai người ta lại 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 xui dạy học sinh thế nọ thế kia cả Hiểu không? Đó Thế nên là thầy mà còn thời gian thầy còn dạy được thì thầy sẽ cố gắng Yên tâm <laughs> em không học đi nhỡ về sau à thầy mày mà không không có thời gian hoặc là có lý do không dạy được à ngồi đấy mà chờ cũng chả có ai dạy cho bọn mày đâu ngồi đấy chưa mày cứ tưởng à ờ, thỉnh thoảng cũng chia sẻ với các em một chút chứ cũng phải nói thật với các em ờ, ai cũng mong muốn học nhưng uh, thời gian công sức các thứ không có thì <laughs> ai là người lo cho thầy Thế, thế, thế bây giờ sống bằng không khí rồi đi, đi, đi bằng, bằng cái gì đấy nhiều khi cũng khổ lắm ơ thầy có dạy thêm các em như thế này thầy cũng trả được thêm tí gì trả được thêm đồng nào dạy các em hay không dạy các em cũng, cũng nói chung cũng trả được thêm tí gì không ai uh, tự uh, đổ cơm vào mồm thầy được ngoại trừ mỗi mẹ thầy không ai tự nhiên đổ cơm được vào mồm thầy không ai đèo thầy đi không ai đổ tiền xăng hộ cho thầy dạy thêm như này về cũng chả ai cho thầy thêm gì ơ thầy nói thật không phải là nhiều bạn nó bảo thầy ơi nhiều lượt xem thế này liệu có phải là thầy được thêm bao nhiêu tiền triệu như tiền tỷ không trả bố chúng mày tao đi này tao còn mệt thêm công sức thêm tốn thêm tiền xăng tiền vé các thể loại tiền tao không có được thêm một bất cứ cái gì đây đây có bóng đèn đây có bóng đèn được chưa không có được, đừng có nghĩ là xong thế này thêm về là 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 thêm được một mời bọn mày xem được thêm được xem của bọn mày về mà mà thầy mày là 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 là, là được tặng cho thêm cái gì đâu suốt đời công sức như này tâm huyết miễn phí thế này thì đấy chưa không có đâu không có đâu nói thật chưa thầy không bao giờ nói dối chưa thật chứ chưa cho mày dạy thế mày có dạy không Ôi rồi mẹ chả chạy mất dép rồi ơi Mẹ lại chả chạy mất dép Cho mày dạy dạy được một buổi mẹ chạy mất dép luôn Nói thật luôn được chưa Mẹ cứ dạy được người khác Mẹ dạy cho cái con bên cạnh mà nó hiểu được à, Mẹ đau tim mà chết rồi Chứ chưa, chưa cần phải đợi để dạy được cho cả hàng bao nhiêu nghìn với triệu người ấy này Được chưa Không có đâu Được chưa <laughs> Không Thầy không bao giờ nói triết lý hay đạo lý gì cả Đấy là những điều Nó gọi là khách quan là thực sự em nhầm đấy nói mà sáo rỗng mà luôn khuyên theo kiểu lừa đảo người ta hoặc là chỉ cho người ta xui khôn xui dại nói dại nói xui nói dại đổ mật đổ đường vào tay người ta rồi lấy tiền người ta ôm rồi bỏ chạy đấy mới là những cái đứa mà kiểu như là trước mặt đạo lý nhưng mà sau thì lừa đảo trường hợp ý nhiều rồi không thiếu gì ở ngoài đời đâu con <laughs> thầy nói thật thầy thế này thầy thầy thầy, thầy ăn được của mày cái gì cha bố này được chưa không đâu phải phân biệt được không không đây không có gì là đạo lý không có gì ấy cả đây là kinh nghiệm sống thực tế hâm ạ được chưa nghĩ được cho bố mẹ một tí thì về sau đầu tư một tí ít một tí nhưng mà về sau nó được lợi rất là nhiều còn hơn là về sau không được đi học đến nơi đến chốn về sau em sẽ thấy là mọi thứ là thiệt thòi còn đi học được mà đã đi học thì thì, thì, thì nó nó phải có cái gì chứ đi học không à được chưa Đến, đến 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 đi lấy kinh phải có thể có bắt vàng thì mới đúng lễ nghi đúng truyền thống mẹ cứ ngồi đấy chưa? À, theo đúng tinh thần thầy hướng dẫn cho các em nhớ các em về nhà ôn bài nhé còn sắp tới lịch chúng ta ghi lại vào nhé ừ. à, đấy là thầy thông báo trước lịch thôi Sắp tới thì uh, thầy uh, sẽ nếu có gì thay đổi thầy sẽ nói nếu có gì thầy sẽ đổi <laughs> cái gì mà em mà cứ chưa hiểu ấy thì em cứ bảo lại với bố mẹ bảo xem là thầy chính dạy có đúng không được chưa tôi mà sai chỗ nào có số điện thoại của tôi cứ gọi đến mà chửi tôi không phải sợ rồi mình những cái gì mà sợ trời ơi người ta làm sai người ta mới sợ mấy cái đứa lừa đảo hay gì hay là mấy cái đứa vớ vẩn gì ở đâu là mấy cái gì đấy mấy cái đứa mà nó là, 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 tự phong tự nhận gì đấy như mấy cái hiện tượng gì trên mạng đấy nó có đứng dậy được ngày nào đâu nhưng mà nó cứ nhận nhận gì đấy nên, nên ấy nhìn là biết rồi lớn cá rồi chẳng nhẽ lại không biết là cái gì lớn cá à, thầy thôi muộn rồi mình có muốn nghe bài hát nào chưa thỉnh thoảng lại được nghe ca nhạc miễn phí nữa sướng chúng ta có muốn uh, nghe bài uh, gì không uh, uh. còn vẫn còn một số bạn đang xem trên YouTube một số bạn vẫn còn đang vẫn còn sống Không quên <laughs> một số bạn trên YouTube vẫn còn đang chưa ngủ quên nghe chưa vẫn còn đang chưa ngủ còn chưa ngủ à hôm nay lớp 10 nên là bài thầy giảng đến đây thì kết thúc rồi thầy sẽ tặng cho các một bài nhé nhưng mà chúng ta muốn nghe bài gì đằng nào cũng về muộn mà nó về muộn nó quen rồi Thế nên là thôi cũng, cũng đằng nào cũng mất công dạy rồi Thế hát luôn tặng các em bài nhá Có nhiều bài giảng của thầy nó vẫn còn nguyên giá trị Cho dù thầy có que kể cả trước đó 3 năm hay là 4 năm gì chăng nữa Bài giảng nó vẫn còn nguyên giá trị Và càng ngày lượt xem nó càng nhiều ấy Nó càng triệu view ấy Chứ không phải là 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 Đừng có nghĩ là hơn một tí là là vừa dạy được vài câu xong rồi xóa like rồi bảo là không chia sẻ là xóa thực ra thì cũng được đấy nhưng mà thầy không khi xóa yên tâm thì sao không cần phải hỏi lại câu ý được chưa nên cứ sợ mà là thầy ơi thầy có lưu giữ lại không thực ra đã mất công dạy rồi lại còn đi xóa rồi lại còn dọa người khác là phải xe về không thì không xem được bây giờ hơi chứ cũng vừa phải không cần phải hỏi nên là hỏi toàn vớ vẩn đâu đã mất công dạy lại còn <cười> xóa <cười> thì làm gì được chưa? Và đã mất công dạy thầy cũng đã phải đầu tư Đã phải sắp xếp, đã phải chuẩn bị Rất nhiều công sức các thứ Thế nên là nó về sau nó triệu view Nó xem nó vẫn còn giá trị Chứ hơi một tí là dọa mang tính chất tạm thời Rồi mai thì bỏ thì Đi, đi dạy làm cái gì Đi làm thế thì làm cái gì chưa? Thế nên là, 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 đã học nó đã có hiệu quả Nó đã nhiều lần xem thế rồi là các phải biết rồi Được chưa Có kẻ bài giảng tôi dạy từ bao nhiêu năm rồi Nó vẫn còn nguyên giá trị được chưa? Nếu mà nó chưa thay đổi gì so với chương trình Thế thì em vẫn thấy có tác dụng lắm Được chưa? Đấy, thế nên là đã làm Thứ đã không làm không sao, thôi đã dạy dạy cẩn thận Đã mọi thứ đã cẩn thận luôn à, Thầy sẽ hát tặng ra một bài nhé Ngủ rồi thì mai xem được, không sao đâu Tại vì vẫn còn khá nhiều Các bạn đông đang xem này mình cũng thích rất nhiều các ca sĩ các ca sĩ nào mình thích hôm nay mình sẽ chọn một cái bài nhé thầy sát tặng kem bài một bài của hôm trước là vừa nghe của ai rồi nhỉ hôm nay nghe một bài tại vì hôm trước uh, lớp 11 là vừa được nghe một bài rồi à giờ ta nghe bài của su Bì hoàng sơn đi uh, nhiều bài lắm tại vì su Bì hoàng sơn cũng có khá nhiều bài cũng khá là hay nghe cũng được nghe cũng ấm áp nghe cũng được mình nghe cái bài uh, gì nhỉ ngày xưa là phía sau một cô gái này khá được này à xin đừng lặng im được à, xin đừng lặng im xin đừng lặng im nghe bài này nhá xin đừng lặng im bài này là uh, của Subin Hoàng Sơn này bây giờ Subin Hoàng Chính luôn được chưa không khỏi Su Binh Hoàng Mai xin đừng lặng im nhá cô vờ, được chưa đây nghe 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 bài này nhá được không? <laughs> nghe bài này được không? người ta nhiều bài lắm, bài nào thầy thích hết. Bài nào thầy cũng đều nghe được thích hết. Các em cứ comment đi xem bài nào. Hay nghe bài này nhé, nghe bài này được. Thầy ơi, thầy hát bài tháng 5 đi thầy. Cái bài này, bài tháng 5 cũng được đấy, nhưng mà bài này thì coi chừng là ca sĩ hát hát gốc thì hát, hát mv thì không sao nhưng mà đến khi mà hát bản beat ấy, thì mới nhận ra rằng là bảo anh su bin bảo là bảo anh ra cái bài gì thì ra chứ cứ thế này thì em muốn đi hát karaoke thế này cũng không được được chưa hỏi hàng xóm nhà bên cạnh cho nó mỗi lần nó nghe cái mỗi lần mà nghe, về mà nghe bên cạnh cái nhà hàng xóm hát cái bài tháng năm giật nẻ mình là nhìn thấy năm tháng luôn ấy. đấy nghe là nghe hát bài tháng năm là nhìn thấy năm tháng luôn được chưa hát là cứ phải gọi là ối trời ơi luôn sẵn nữa thì sẽ hát cho cái bài điệp khúc Lần sau nhá <laughs> thầy ơi hát bài yêu là cưới đi thầy em cưới à em cưới à hay ai cưới Thu bảo được hát hát cho nhá Thu cưới xin gì ở đây vơ vẩn tâm này cưới xin gì vơ vẩn được chưa nào tôi nghe một bài nhá thực ra là thầy định hát cái bài yêu thương ngày đó cũng hay xin đừng lặng im được nhé. <laughs> bây giờ mình hát cùng ca sĩ luôn à? hay là mình thôi mình hát live luôn, mình đã dạy live mình hát live luôn mà thầy. Xin đừng lặng im. Karaoke nhé, xem ra gì không? Chả biết có ra gì không nhé. Thôi, nhưng mà bây giờ hay không kệ. <laughs> Rồi, các bạn và các em thân mến, thầy các hát thầy, bây giờ thầy sẽ gửi tặng cho các em bài Xin đừng lặng im nhé, Subin Hoàng Sơn Thực ra là mình cũng thích Subin từ trước lúc mà nổi tiếng Trước trước khi, thực ra Từ cái thời thời của thầy, từ cái đợt Từ cái đời mà underground mà Từ từ những cái, tức là nhạc nào thầy cũng nghe Và những cái thời mà trước kể cả Subin nổi tiếng Thì thầy cũng đã từng, từng nghe rất nhiều bài của anh chàng rồi <laughs> thực ra là nói là các em không tin thôi chứ thời mà ngày xưa mà thầy 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 bằng các em thầy thầy đi làm sinh viên tình nguyện ấy hồi ấy là thầy cũng từng gặp và tiếp xúc với Subin bin rồi đó thì các ca sĩ này hay về các cái trường đại học cao đẳng thỉnh thoảng được mời về hát lúc đó thì là cái lúc mà mới có 2013 14 thôi thực ra thì su bin cao giáo đẹp trai với rất là dễ gần cũng rất là hiền lành vui tính chưa mấy lần về trường hát ấy thế là Xong về đào quốc gia hà nội ừ. các ca sĩ thời đó mình rất là thích không chỉ từ cái thời underground rất nhiều người thích ví dụ thùy chi này vân vân đấy nhiều các ca sĩ từ thời đó họ đều hát live rất hay rất tốt và rất dễ gần dễ thương thích lắm đó em cứ hỏi thì biết đó thì giờ mình còn phải ở hộ tống như này dắt ra dắt ra xe không như không kiểu như thế này ngày xưa sinh viên là kiểu kiểu đi đấy kiểu kiểu dẫn đi được bên cạnh người nổi tiếng ấy đấy cái, cái kiểu như thế nhưng mà cũng chưa biết ở đâu không khéo về sau chưa biết đâu coi chừng bảo sư viên mai không khéo tôi nổi tiếng hơn sư viên giờ ấy tôi chưa biết đâu <laughs> chưa biết đâu hơn nói thế cho vui thôi được chưa? rồi nào bây giờ chúng ta cùng nghe à, xin đừng lặng im nhé chúng này mỗi cái con người nhìn biết ngay mà ai thế nào nhìn biết ngay có gì Ủa rồi nhưng mà không biết có hát được không à, thôi, cố hát thôi. nào u uống uống cốc nước đã cho nó trơn mồm đã nào nghe nhé anh vẫn nhớ phút ấy Ôi, từ từ <laughs> xin lỗi tác giả chút vào hơi sớm anh vẫn nhớ phút ấy khi anh rời xa à thì cái bản biết này nó nhạc một kiểu lời một kiểu này nhạc đợi đây đợi đây, đây buồn cười nhỉ từ từ đợi đây đợi đây bản bản này nó nó bị 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 lệch sao ấy đây đây ui cao quá từ từ Phút ấy khi anh rời xa, người chẳng nói một lời, chỉ đứng yên vậy thôi. Em đã cất giấu hết bao nhiêu buồn đau, còn ký ức ngọt ngào anh mang theo dù ở đâu làm gì để chờ về. Người đừng lặng im đến thế. Vì lặng im sẽ giết chết con tim dù yêu thương chẳng còn. Anh vẫn xin em nói một lời. Ngoài kia bao la thế giới nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Mình xa nhau thật rồi nhưng anh vẫn chờ đợi. đã có lúc cố gắng để hiểu được em rồi cứ thế mỏi mệt chỉ biết bên cạnh em đây có lẽ chẳng phải yêu thương trọn vẹn người tìm nơi bắt đầu người bỏ đi ở phía sau với tất cả nỗi sầu Người đừng lặng im đến thế Vì lặng im sẽ giết chết con tim Dù yêu thương chẳng còn Anh vẫn xin em nói một lời Ngoài kia bao la thế giới Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi mình xa nhau thật rồi nhưng anh vẫn chờ đợi. Anh chẳng biết được là khi tất cả đã qua em đang nghĩ điều gì. Nghe anh cất bước đi, tha một lời rồi cùng buồn đau còn hơn riêng em có dấu. Anh chẳng biết được là xa nhau hay bước tiếp em đem hãy muộn phiền cho nhau hai lối riêng. Thà một lần mai sau chẳng hề hối tiếc Người đừng lặng im đến thế Vì lặng im sẽ giết chết con tim Dù yêu thương chẳng còn Anh vẫn xin em nói một lời Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn chờ đợi. mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn chờ em. <cười> 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 Ôi mệt quá Ôi dồi. Bài này là sao nó cao phết đấy ừ, 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 ừ. Cao phết, không nhận Thế là mình hát hay không bằng hay hát đúng không nhỉ? Đó Thầy xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều Được chưa? Ừ, ừ, ừ. xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều ừ. Bài này cao phết đấy, được chưa? Thầy bây giờ thầy mới hát Bây giờ mới, mới, mới cô cover lần đầu ấy. Sau này có thời gian thầy hát tiếp tặng cho nhiều bài nữa nhé có <laughs> như vừa rồi thực ra thực ra là là, là cao quá cũng sợ phết ấy. mình có phải là ca sĩ chuyên nghiệp đâu đúng không nhỉ đó như thông sao ấy chứ cao quá mình xa nhau thật rồi nhưng anh vẫn chờ đợi là sau à chắc là mình phải hạ hạ tại vì phải có người đàn nữa phải hạ hạ tông xuống một tí mình hát tre thầy thích hát tre hơn hát tre thích hơn được chưa thường là thầy hay hát chay hay hát hát nhiều người đừng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết chết con tim dù yêu thương chẳng còn anh vẫn xin em nói một lời ngoài kia bao la thế giới nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi mình xa nhau thật rồi nhưng anh vẫn chờ đợi đó nhiều khi mà thì mình thích hát chay hơn tại vì hát là bình thường nó hay bị hay bị kiểu cuốn theo nhạc ấy mà không có tập luyện chuẩn bị gì cả nên nhiều khi mà cũng đau cổ hết này đó ừ, 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 không sao được chưa hát cho gọi lại cho không khí cho vui thôi rồi một số bạn đang bảo thầy ơi nghe bài tháng năm bài này có cái đoạn điệp khúc ấy như bài này à rồi cái bài ý là đẻ ra là chỉ có mình xuống vin hát thôi chứ 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 gọi là gì nhỉ <laughs> chứ bây giờ mà, mà, bảo bài này đi hát karaoke là tôi thua được chưa tháng 5 bài này hát phải có người hát cùng ca sĩ tháng 5 xem nào xem có xem có ra gì không đã <laughs> tháng 5 rồi tháng 5 xem nào Đây chứ gì? Tháng năm Đây đúng không? Tháng năm Tháng năm bạn đẹp khúc Còn cái gì? Biết rồi Đây 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 đúng không? Một cơn mưa từng đêm anh nhớ Còn yêu em, còn thương em Chợt nhận ra anh đã đánh mất Từng giây được khi bước còn Đây đúng không? Đây đúng không? Đoạn này đúng không? Đoạn này Chợt nhận ra anh đã đánh mất Từng ra được khi bước chân em xa Tháng năm trôi qua nhanh quá Phút mơ kia như tan vỡ mình mang những nỗi nhớ Còn mình anh ở trong giữa đêm trưa Biết em mãi xa lắm Phút mong em màu trắng Làm sao giấu đi đôi mắt nhẹ từng ngày em đi Ở trong mắt anh à! chút đau thương em lại càng thêm xót xa Có khi nào, có khi nào Ở nơi đâu đó nhìn về quá khứ của hai ta Em có tiếng chợt nhận ra anh đã đánh mất Thì sao được khi bước chân em xa tháng năm trôi qua nhanh quá giấc mơ kia như đang dần tan vỡ một mình anh mang những lỗi nhớ từ những giai điệu à, ta xin nhau đưa đêm chờ em đang nơi xa lắm vẫn mong em bao đêm trắng Never want to let you go baby Oh hồi oh, phù oh. Never 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 oh, oh, oh. Rồi Rồi Thôi Never cũng mời Sumi Hoàng Sơn đi ngủ ạ à. Rồi Rồi Cũng mời tất cả mọi người đi ngủ thôi Rồi Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn và các em đã luôn theo dõi bài giảng của thầy. Đó và vừa, vừa rồi là chúng ta đã được nghe uh, một số ca khúc rất là hay của Subi Hoàng Sơn đúng không? Đó. Cũng uh, trong lúc buổi trong uh, trong lúc buổi rối sơ xuất cũng rất là xin phép tác giả và ca sĩ Subi Hoàng Sơn rất là nhiều. <laughs> rồi, xin uh, chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp các em trong những buổi học lần sau. Xin chào.